Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay xin giới thiệu tới tất cả các bác đó là ba mẫu cục đẩy hai kênh rất là chất lượng và công suất nó sẽ dao động từ 600, 800 đến 1000W để cho các bác có thể chơi gia đình. Và những cục 1000W thì anh em có thể dùng cho sự kiện ngoài trời đều được anh em nhé. Thì đối với những cục đẩy này bên em thì lưu ý với anh em, đầu tiên đó là size rất ngắn và tiếng ra sẽ rất là sạch sẽ và nó sẽ có vỉ xử lý cho từng kênh một. Tiếng ra sạch sẽ, sáng, chất âm hay anh em nhé, và ngắn, nhỏ gọn, chạy rất là mát máy. Thì đầu tiên xin giới thiệu tới tất cả các bác đó là cục đẩy công suất thấp nhất, đó là cục đẩy LX LA650. Thì cục này với công suất cho ra đó là 600W trên một kênh. Thì với 600W thì anh em có thể đánh được một cặp bát 40 hoặc một cặp bát 30, một cặp bát 25 anh em nhé. Công suất rất là dư cho anh em để anh em có thể sử dụng. Đi sâu vào trong nội thất thì như anh em có thể thấy, đầu tiên đó là một cái nguồn. Nguồn này thì anh em có thể nhìn thấy điện áp của nó cho ra đó là 86V. Thì với 86V này thì anh em đo thì anh em có thể biết được công suất của nó rất là dư, hơn cả 600W anh em nhé. Nhưng với công suất này em báo với anh em, 600W đó là công suất chuẩn để anh em có thể phối ghép với những dòng loa để phù hợp với gia đình mình. Về phần sò thì con này chỉ sử dụng đó là 20 sò NJWK anh em nhé, 20 sò NJWK, và sẽ có hai quạt tản nhiệt, một quạt trên và một quạt dưới kia. Nó là hai quạt tản nhiệt cho bo công suất này. Hai bo công suất này sẽ cho từng kênh riêng biệt. Và mỗi kênh thì nó sẽ có một cái vỉ xử lý tiếng. Như anh em có thể thấy đây, mỗi bên nó sẽ có một cái vỉ xử lý tiếng, cho ra tiếng nó rất là sạch sẽ và rất là sáng anh em nhé. Từng vỉ xử lý một cho một kênh để cho ra chất âm cực là kỳ là hay và sạch sẽ tới tất cả anh em. Sử dụng ở đây tất cả đó là mạch chip IC dán. Thì đối với những dòng chip IC dán này thì một cái điều rất tốt tới tất cả anh em, đó là khi nó hỏng thì nó sẽ lổ và anh em sẽ nhìn thấy cái nào hỏng ngay. Khi hỏng thì anh em có thể tìm các chỉ số, bởi vì trên những con này anh em có thể nhìn thấy nó đều ghi tất cả các chỉ số trên các IC, các trở của nó. Thì anh em chỉ cần tra các cái IC trở ra, tra đúng là anh em có thể thay vào để cho nó hoạt động bình thường thôi, rất là dễ anh em nhé. Và tiếp theo thì về phần tụ thì tụ của nó sử dụng đó là tụ tông đa, tụ 63V và 12.000 mi, sử dụng 4 tụ 63V và 12.000 mi anh em nhé. Và tất cả cầu chì của nó sẽ là cầu chì bột, chất lượng cực kỳ tốt, không phải là cầu chì trắng. Cầu chì trắng kia nó sẽ kém chất lượng hơn, bởi khi nó lổ ấy thì nó sẽ gây ra hiện tượng bị văng, bị không tốt. Nhưng đối với những loại cầu chì bột này thì nó lổ rồi nó không văng, không ấy ra ngoài thôi anh em nhé, rất tốt luôn. Và tất cả các môi lối thì anh em có thể nhìn thấy, môi lối thì anh em có thể nhìn thấy đó là đều được thiết rất là chặt chẽ và rất là gọn gàng. Đây nhìn, anh em nhìn cái dây nguồn ra này, dơ le, có dơ le bảo vệ đầu vào này, đều có dơ le để bảo vệ hết cho anh em. Đây là dơ le cho hai bo công suất riêng biệt. Và hai bo công suất nó sẽ được lẹp bằng một cái thanh này, để khi vận chuyển, khi di chuyển thì nó không bị lung lay những cái bo công suất này anh em nhé. Rất chắc chắn, rất chắc chắn nhé. Đấy. Đầu tiên đó là xin giới thiệu tới tất cả anh em, đó là con LA650. Con này hiện tại đang bán đó là 4.300.000 đồng, chưa gồm phí ship anh em nhé, giá lấy tại cửa hàng. Và cùng cho anh em xem cái mặt sau, mặt sau của nó đi ạ. Mặt sau của nó thì nó cũng không có gì cả, nó chỉ có một cái nguồn này và các cái cầu rắc loa để anh em thể thấy. Anh em có thể đấu cầu xoắn hoặc cầu lưu xích đều được, đều có ký hiệu hết này. Set A cộng trừ này, cộng trừ này, bridge này, bridge anh em đấu hai đỏ đấy. Có các cách lấy mát này, đây anh em có thể nhìn thấy, đây là cầu gạt mát và đây là các chế độ đánh stealth, panel và bridge. Và các cái đầu vào input A, input B và các đầu link A, link B sang kênh khác. Và anh em có thể nhìn thấy đây, đây là nó đều hướng dẫn cái lưu trích của anh em để anh em đấu khi sử dụng loa này. Output A, output B, đây là cầu gạt ra để anh em có thể sử dụng. Đấy, đây là cái bảo vệ quạt tản nhiệt này. Và tiếp theo đó là cục đẩy LA850. Thì cục này thì không phải giới thiệu nhiều tới tất cả anh em, bởi vì nó cũng giống như cục đẩy LA650, nhưng công suất của nó sẽ cao hơn, đó là 800W trên một kênh.
Về nội thất bên trong thì nó không có gì khác biệt cả. Nó được nâng cấp sò, nâng cấp về tụ và nâng cấp về nguồn anh em nhé. Sò thì nó sử dụng đó là 24 sò NJW, tụ thì nó sẽ sử dụng tụ 80V, tụ 80V 12.000mAh và bán kính nguồn nó sẽ lớn hơn. Còn đâu về bên trong nội thất thì nó sẽ giống nhau thôi. Nó nâng cấp về nguồn này, nâng cấp về tụ này, nâng cấp về sò công suất. Đấy là ba cái nâng cấp so với LA650 với LA850. Còn về mên mạch bên trong thì anh em có thể nhìn thấy đó là hai bên đều giống nhau, chỉ nâng cấp về nguồn này, tụ này, sò. Đấy, cho ra công suất nó sẽ cao hơn, 800W trên một cây. Với 800W thì anh em có thể đánh được một cá bát 40, một cá bát 30 hoặc hai cá bát 30, rất là dư công suất cho anh em. LA850. Lưu ý với anh em, dòng này chạy rất là mát máy và tiếng rất là sáng sạch sẽ, bởi vì nó có sẽ có hai vị xử lý tiếng cho hai kênh riêng biệt. Đấy, cục đẩy này hiện tại em đang bán đó là 5 triệu đồng anh em nhé. Và đi vào cái cục đẩy thứ ba nữa, đó là cục đẩy 1102D. Thì cục đẩy này thì size cũng rất là ngắn gọn, chỉ 38cm thôi anh em nhé, rất là nhỏ gọn. Và anh em có thể nhìn thấy đó là một cái nguồn này, nó đã chiếm tất cả bên trong này của nó. Anh em thì nhìn thấy một cái nguồn rất lớn anh em nhé, bán kính nguồn lớn, công suất cho ra đó là 1.000 đến 1.100W cho một cây, công suất rất lớn. Và con này nó lại còn được tích hợp cả quản lý nguồn 4 cổng để anh em có thể cắm thiết bị. Với 4 cổng anh em có thể cắm được mic, có thể cắm được vang, có thể cắm được lọc xì, có thể cắm được lưng tiếng. Khi anh em sử dụng thì anh em chỉ cần bật một cái công tắc nguồn của những cục đẩy lên thôi là nó đã hoạt động cho tất cả anh em rồi, tích hợp quản lý nguồn 4 cổng mà anh em không cần phải mua các cái quản lý nguồn bên ngoài về để anh em có thể sử dụng. Với bộ dàn, khi anh em sử dụng bộ dàn chỉ cần bật công tắc nguồn cục đẩy lên thôi là ok. Thì con này anh em có thể nhìn thấy tụ nó tích hợp trên vỉ này luôn này. Đấy, tụ tích hợp. Và tụ này sẽ là tụ 80V và 18.000mAh anh nhé, Fork Audio 80V và 18.000mAh, nguồn rất lớn. Sử dụng sò nó là sò NJW anh em nhé, sò NJW, tiếng cực kỳ sáng. Và quạt tản nhiệt sẽ là quạt tản nhiệt hai bên cho từng bo công suất một. Và đây là cái bộ phận quản lý nguồn của nó, và nó sẽ có một cái biến áp này, biến áp này để nó xuất, để nó cho hoạt động cái quản lý nguồn, quản lý nguồn 4 cổng cho anh em, rất là chất lượng đúng không ạ. Dơ le sẽ là dơ le bảo vệ cho từng kênh một, sẽ có hai cái dơ le màu xanh này, và đây là dơ le để bảo vệ quản lý nguồn anh em nhé, dơ le này bảo vệ quản lý nguồn. Mên mạch bên trong này của nó thì anh em có thể nhìn thấy mặt đằng trước thì nó sẽ có cái đồng hồ hiển thị điện áp anh em nhé, đồng hồ hiển thị điện áp cho anh em 1102 đi. Con này thì nếu anh em vệ sinh anh em có thể tháo cái ốc này ra và anh em có thể vệ sinh được cái e căng đằng trước này, cái bụi bẩn anh em chỉ cần tháo cái ốc ra và anh em vệ sinh được cái lưới bên ngoài rất là sạch sẽ. Và cái tiếp theo đó là anh em sẽ nhìn thấy mặt đằng sau. Đấy, giới thiệu tới tất cả anh em luôn, quản lý nguồn 4 cổng ao 1 2 3 4, 4 cổng quản lý nguồn và cũng có các cầu gạt và các cầu cắm loa bằng rắc gai và rắc niêu trích đầu vào và đầu linh ra các cục đẩy khác. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy. Thì những cục này, cục đẩy này thì với giá nó là 6.200.000 đồng. Giá là giá lấy tại cửa hàng, chưa cùng bao ship. LA650 với công suất chuẩn đó là 600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và sản phẩm này nó là hàng chính hãng của lưới Cavotec và đều được bảo hành điện tử. Anh em có thể quét cái mã phủ đấy ra, anh em nhắn tin và check bảo hành anh em nhé. Hàng chính hãng lưới Cavotec nên anh em sẽ được bảo hành điện tử. Lưu ý với anh em, công suất 600W trên một kênh là công suất chuẩn ở chế độ 8 ohm. Với những cục đẩy này thì bên em đã mở nội thất cho anh em xem rất nhiều rồi, mở nội thất rồi phân tích xem mên mạch bên trong rất nhiều rồi. Thì anh em hôm nay cùng nghe cái chất âm của nó đánh ra nó sẽ hay như thế nào, sáng sạch sẽ như thế nào anh em nhá. Thì về kết nối thì anh em có thể nhìn thấy tất cả kết nối từ nhạc vào sẽ từ máy tính vào đầu input và đầu out này ra sẽ là đầu rắc niêu trích, và em sẽ đấu ra những đôi loa full anh em nhá. Đôi loa full bass 30 lấy cả Cavotec KT12 bass 30 anh em nhá. Thì với 600W này thì anh em có thể chơi được một cặp bass 30 và một cặp bass 25, hoặc anh em có thể đánh được một cặp bass 40 từ 220 côn 100 anh em nhá. Tất cả đều là hàng mới và nguyên thùng xốp.
em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng sạch sẽ của nó như thế nào. Hiện tại em sẽ thử cho anh em một kênh một. Anh em cùng đeo tai nghe và anh em nhá. Với những đôi lấy KT12 sử dụng bát 30 sơn dần cát anh em nhá. Anh em có thể nghe thấy tiếng nó rất là sạch sẽ đúng không ạ? Đẩy này thì sẽ có LA650 và LA850. LA850 thì công suất nó sẽ cao hơn, đó là 800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và sò thì cũng giới thiệu lại tới tất cả anh em, con LA650 chạy 20 sò NJWK và có hai vị xử lý cho hai kênh riêng biệt. Nguồn thì nó sẽ là 3 nguồn đồng và size sẽ là size rất ngắn anh em nhé. Size của nó chỉ 38cm thôi, anh em có thể nhìn thấy chưa đầy hai găng tay anh em nhé. 38cm thì anh em có thể đút vừa tủ vừa kệ của anh em, rất là thoải mái. Vừa tủ vừa kệ mà không phải cắt tủ cắt kệ như các cục đẩy dài anh em nhé. Tiếng đánh thì sạch sẽ. Sử dụng tất cả các chiếc áp, đó là chiếc áp bi. Với độ bền bỉ và tất cả sử dụng đó là linh kiện chính hãng nên em yên tâm trong quá trình sử dụng anh em nhé. Một mẫu cục đẩy khá là chất lượng và khá là vừa túi tiền với tất cả anh em. Giá chỉ 4.300.000 đồng. Giá trên lấy tại cửa hàng và chưa gồm phí ship. Sử dụng đó là công tắc nguồn mặt đằng trước, logo thương hiệu Lake Aquatic và mã sản phẩm LA650. Những dòng cục đẩy này chạy mạch class 2H, quạt chạy sẽ rất êm và chạy rất là mát máy tới tất cả anh em. Rất là mát máy. Với những phòng diện tích nhỏ tầm khoảng 20-30m² mà anh em sử dụng những cặp loa bát 30 từ 170 coi 76 thì anh em có thể đánh vô tư thoải mái được hai cặp anh em nhé. Hai cặp 30 từ 170 coi 76 rất dư giả công suất cho anh em. Và tất cả sẽ là bao đánh căng chuẩn chỉ tới tất cả anh em, tiếng sáng sạch sẽ, không bị vỡ tiếng anh em nhé. Với những cục đẩy thiếu công suất thì đánh nó sẽ bị vỡ tiếng, tiếng bát nó không được tròn, tiếng chép nó không được tí tách anh em nhé. Nhưng đối với dòng cục đẩy này, hàng chính hãng nên anh em yên tâm về chất lượng. Mọi thông tin nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em muốn xem nội thất, cái nội thất bên trong này, bên mạch thì anh em hãy gõ LA650 Xuân Tuấn Audio. Ra rất nhiều các video cho tất cả anh em để anh em tham khảo. Những sản phẩm này, độ bền bỉ của nó rất cao, bảo hành cho anh em 12 tháng. Và đi vào rất nhiều các phòng karaoke gia đình cho anh em rồi. Muốn tìm những cục đẩy 2 kênh mà tầm giá tầm khoảng 5-6 triệu, hàng chính hãng và đánh được 2 cặp bát 30, lưu ý với anh em 2 cặp bát 30 anh em nhé, chỉ sử dụng đẩy 2 kênh. Anh em có nhu cầu như vậy thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu tới tất cả anh em những dòng cục đẩy 2 kênh có thể đánh được 2 cặp bát 30. Lưu ý với anh em, đánh được không phải là đánh ra tiếng đâu, mà đánh được tiếng bát nó phải chắc gọn và không bị ù, không bị thiếu công suất so với những đôi loa anh em nhé. Thì những cục đẩy hôm nay bên em sẽ giới thiệu tới anh em. Đầu tiên đó là cục đẩy LX là 850. Cục đẩy này với công suất chuẩn cho ra đó là 800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Lưu ý với anh em, công suất chuẩn anh em nhé, ở chế độ 8 ohm. Hàng này sẽ là hàng chính hãng của LX Aquatic mang mã hiệu LA850. Và những sản phẩm của LX Aquatic thì anh em có thể quét các cái mã để ra tra cứu bảo hành điện tử anh em nhé. Bảo hành điện tử cho tất cả anh em. LX là 850. Với những cục công suất này bên em đã mở nội thất, đã giới thiệu tới anh em rất nhiều rồi. Sử dụng đó là 24 sò NJWK,
tiếng thì sáng và sạch sẽ, sẽ có hai vị xử lý tiếng cho hai kênh riêng biệt nên tiếng của nó cho ra sẽ rất là sạch sẽ. Và lưu ý với tất cả anh em, tất cả đều là linh kiện chính hãng hết, độ bền bỉ của nó cực kỳ cao. Những sản phẩm này hiện tại đang được bán đó là 5 triệu đồng chưa gồm phí ship và bảo hành cho anh em tới 12 tháng. Nếu lỗi của nhà sản xuất sẽ được đổi mới trong 1 tháng đầu tiên anh em nhé. Nên anh em yên tâm để sử dụng hàng chất lượng, hàng chính hãng, linh kiện chính hãng luôn cho tất cả anh em cùng sử dụng. Thì hôm nay em test thử trực tiếp, đó là nhạc trực tiếp em sẽ cắm vào những cục đẩy này. Và những cục đẩy này em sẽ đánh trực tiếp ra loa anh em nhé. Loa đây thì em sử dụng đó là 2 cặp 30, một cặp lưới KT12 và một cặp JBL KP4012. Thì những cặp loa này thì anh em có thể biết được công suất của nó. Ví dụ như con KT12 công suất 350W và con JBL KP4012 này với công suất đó là 400W trên một quả. Thì tổng công suất của hai quả này đó là 750W ở chế độ 8 ohm. Nhưng ở đây thì em sẽ sử dụng đó là linh loa anh em nhé. Sử dụng đẩy hai kênh thì những cái đôi loa này nó sẽ có các cầu lưu trích để linh, thì anh em có thể linh ra. Như anh em có thể nhìn thấy, em đang linh từ trực tiếp từ con KT12 và sẽ linh lên những cặp loa 4012 này. Nên anh em có thể sử dụng những cặp loa này để anh em linh rất là tốt. Và công suất cho anh em những cục đẩy là 850, thoải mái và dư công suất tới tất cả anh em. Những cặp loa KP4012 này với giá đó là 8 triệu rưỡi một cặp anh em nhé. Bát 30 từ 190 qua 76 chắc là sẽ là check neo. Còn những đôi loa KT12 này nó sẽ sử dụng đó là từ neo và check neo sơn sần cát với giá 10 triệu đồng một cặp. 10 triệu đồng một cặp anh em nhé. Ở bên đây thì em sẽ sử dụng đó là một chiếc KT12 và một chiếc 4012. Còn bên kia thì em cũng sử dụng đó là một chiếc 4012 và một chiếc KT12. Cùng cho anh em xem cái mà đằng sau em đang linh loa anh em nhé. Đang linh loa thì anh em có thể nhìn thấy, cắm trực tiếp vào những cặp loa này và sẽ linh lên cái con KP4012 để anh em có thể thấy. Và bây giờ sẽ test thử cho anh em để nghe cái chất âm và cái độ uy lực của những cặp của những cục đẩy LA850. Vặn rất nhỏ anh em nhé, rất nhỏ nhưng tiếng của nó ra cực kỳ là sáng và tiếng rất to, công suất rất là dư giả tới tất cả anh em rồi. Tiếng bát đánh chắc gọn anh em nhé, tiếng bát đánh chắc gọn. Mời anh em cùng đeo tai nghe để thưởng thức. Anh em có thể nghe thấy tiếng bát của nó đánh rất là chắc gọn anh em nhé, không bị ù, không bị vỡ tiếng đâu ạ. Đối với những dòng cục đẩy thừa công suất thì tiếng nó sẽ ra rất là chắc gọn. Hiện tại đang test trên những bản nhạc vàng Bolero để anh em có thể nghe thấy được cái tiếng check của nó như thế nào. Và bây giờ sẽ chuyển sang đó là nhạc remix. Nhạc remix thì sẽ cho anh em thấy được cái chất âm của những tiếng bass nó đánh như nào anh em nhé. Sẽ chuyển nhạc và sử dụng sang những bản nhạc remix để cho anh em nghe tiếng bass của nó như nào. Chỉ sử dụng đó là cục đẩy thôi anh em nhé, không qua thiết bị nào xử lý khác ạ. Volume rất bé nhưng tiếng cực kỳ là to anh em nhé, công suất lớn 800W trên một cây. Đeo tai nghe và để thu đôi trên tiếng bát dễ nhất anh em nha. Tiếng bát cực kỳ là chắc gọn, cũng phải là LA850 anh em nhé. Không qua thiết bị nào xử lý mà anh em có thể nghe được tiếng bát, tiếng check của nó, tiếng sáng, sạch sẽ. Thì anh em có thể nghe được cái độ uy lực của nó với công suất rất lớn anh em nhé.
800W trên một kênh. Anh em có thể gõ LA850 Xuân Tuấn Audio để xem bên em đã mở nội thất của những cục đẩy này ra để giới. Hôm trước thì em đã giới thiệu tới anh em những dòng cục đẩy 3 kênh của lưới Acoustic hàng chính hãng F3120 rồi. Với công suất đó là 600 x 1200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì hôm nay em sẽ test trực tiếp, test thử chất âm cho anh em để anh em cùng nghe cái chất âm của những dòng cục đẩy này. Ở đây thì em có sử dụng đó là một chiếc máy lưng tiếng DBX EX3000 Flute với hai kênh full thì em sẽ sử dụng qua channel 1 và channel 2. Và kênh sub thì em sẽ sử dụng đó là cắt sub trên chiếc máy lưng tiếng EX3000 Flute. Chiếc máy lưng tiếng này chỉ với giá đó là 1.200.000 đồng anh em nhé. Giá cực kỳ tốt tới tất cả anh em. Thì ở đây em sử dụng đó là kênh A và kênh B. Em sẽ sử dụng cho một cặp full 30 và kênh C sẽ sử dụng cho đó là một chiếc sub 50 từ 220 cùng 100. Full ở đây thì anh em có thể nhìn thấy em sử dụng đó là những đôi LX V12, cặp này với giá đó là 8 triệu đồng một cặp, sử dụng lớp sơn sần cát, anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp và rất là chất lượng đúng không ạ? LX V12. Và sau đây sẽ là một chiếc, mỗi kênh sẽ đánh một chiếc anh em nhé. Và sub ở đây anh em có thể nhìn thấy LX KT18S với bát 50 từ 220 cùng 100 để anh em có thể cảm nhận. 1-2 sẽ đánh full và kênh 3 sẽ là đánh sub anh em nhé. Và không để anh em chờ lâu, bên em sẽ lên nhạc và sẽ test thử cho tất cả anh em. Anh em cùng có thể nghe được cái chất âm. Đây là đang sử dụng full anh em nhé, chưa có sub. Và sẽ lên sub cho tất cả anh em. Đánh rất bạo lực anh em nhé. Bật volume rất nhỏ và anh em có thể nhìn thấy những dải đèn nháy của nó rất đẹp. Cắt sub thì em đang sử dụng ở tầm khoảng 90Hz anh em nhé. Và volume của nó đấy, anh em có thể nhìn thấy đèn nháy. Một kênh đánh sub 50 anh em nhé, từ 220 cùng 100, rất thoải mái và rất bạo lực cho tất cả anh em. Cho anh em có thể nghe tiếng sub, anh em có thể nghe thấy những tiếng động rung nhà hết rồi anh em nhé. Đấy. Đấy, rất bạo lực anh em nhé, rất là bạo lực và sẽ lên full cho anh em. Ok, đánh rất bạo lực anh em nhé, rất là bạo lực. Anh em có thể sử dụng cho đánh một cặp full 30 hoặc là hai cặp full 25 đều được anh em nhé. Kênh mỗi kênh có thể đánh được một cặp full 25 hoặc một chiếc bát 30 trên một kênh. Công suất rất dư giả cho tất cả anh em. Full sử dụng 30 V12, anh em có thể nhìn thấy những cặp loa full này. Những cặp full này anh em có thể sử dụng làm monitor đều được anh em nhé. Có lỗ đặt, có các thùng vát để anh em có thể làm monitor. LX V12 trở kháng 8 ohm, công suất 400W và độ nhạy 101 dB, tần số đáp ứng 40Hz đến 20kHz, lớp sơn sần cát, sơn sần cát anh em nhé. Hàng nhập chính hãng từ tất cả anh em. Và sub cũng là sub KT18S350 từ 220 cùng 100, cũng là lớp sơn sần cát hàng nhập nên anh em yên tâm về chất lượng của nó. Anh em có thể thấy nghe thấy tiếng rất bạo lực, sẽ bạn to cho tất cả anh em, đánh rất bạo lực luôn cho anh em nhá, rất bạo lực, vừa sub và vừa full tới tất cả anh em. Full không thôi anh em nhé. Và nâng tiếng thì em sẽ vận lại cho tất cả anh em đều để ứng 12 giờ và sẽ làm in qua những chiếc máy lưng tiếng anh em nhé. Để anh em sử dụng này, nhà sẽ sử dụng cho tất cả anh em. Sub cắt tầm 90 anh em nhé, tầm 90. Ok rồi anh em. Đèn báo nguồn anh em nhé. Và chạy rất là mát máy anh em nhé, chạy như này thì rất là mát máy. Chỉ sử dụng EX3000 để cắt sub và đánh full cho tất cả anh em.
anh em có thể nghe thấy tiếng nó hay như nào ạ. Sẽ cho anh em nghe lại tiếng súp một lần nữa anh em nhé. Cho anh em nghe lại tiếng súp của một ló một lần nữa cho anh em xem. Đánh rung nhà luôn anh em nhé. Lục đánh rất khỏe với những chiếc súp 50 đánh 4 kênh C này. Và bây giờ em sẽ tắt vun và để cho anh em nghe thấy súp. Để cho anh em nghe thấy súp này. Đấy. Lên súp dần cho anh em có thể nghe thấy đồ đạc trong nhà bắt đầu nó đã kêu rồi. Đấy. Đồ đạc trong nhà đã bắt đầu rung rồi anh em nhá. Thì với những cục này thì anh em có thể đánh trong gia đình rất ok. Hai kênh đầu đánh full, kênh 3 đánh súp. Sau sự kiện ngoài trời hoặc anh em sử dụng trong gia đình, anh em đánh những cặp súp kép và những cặp full lôi bát 40. Anh em đang sử dụng những cục đẩy rất là nặng, nặng tầm khoảng 45-46 kg. Và cục đẩy mà nhẹ cân nhất để đánh được súp kép nó cũng tầm khoảng 40 kg. Thì anh em cảm thấy khi vận chuyển bê vác nó rất là nặng nhọc đúng không ạ? Thì nó sử dụng những mạch class AB hoặc class H thì nó sẽ nhiều sò và bán kính nguồn nó cũng lớn. Và size của nó cũng là rất dài anh em nhé. Độ sâu của những cục đẩy này nó rất sâu, trên 50 cm. Anh em có thể thấy được là cái độ nặng của nó ngoài 40 kg. Thì anh em bê vác rất mệt. Thì hôm nay như anh em cũng đã thấy thì bên em có cục đẩy LX LA2150 này, cục đẩy 2 kênh chạy mạch class D. Cục đẩy này với độ nặng, cân nặng của nó chỉ tầm khoảng 20 kg thôi anh em nhá. Nhưng công suất của nó rất lớn, nó công suất cho ra đó là 1500W cho một kênh. Thì với 1500W này thì anh em có thể dễ dàng, đơn giản đánh những cặp loa full đôi bát 40 từ 220 côn 100. Hoặc anh em có thể sử dụng đánh cho súp kép 2 bát 50 đấy ạ, từ 220 côn 100 ở một kênh anh em nhá. Một kênh anh em có thể đánh được một đôi bát 40 từ 220 côn 100 hoặc một cặp hoặc là một chiếc súp kép từ 220 côn 100. Để anh em có thể thấy được cái công lực của những dòng cục đẩy này. Về nội thất của những dòng cục đẩy này thì anh em có thể search LA2150 Xuân Tuấn Audio. Anh em có rất nhiều các video để xem nội thất, các bài test của bên em để thử cho anh em biết được cái chất âm của những dòng cục đẩy này. Rất sáng và sạch sẽ. Với cục đẩy Class D này thì hiệu năng tiêu thụ công suất của nó rất lớn anh em nhé. Hiệu năng tiêu thụ công suất của nó rất lớn nên anh em yên tâm. Độ hao công suất của nó thì cực kỳ là nhỏ. Tiếng của nó thì sáng và nhỏ gọn và bền bỉ. Với mạch Class D thì anh em thường sẽ sử dụng đó là nguồn xung. Nhưng bên em riêng cục công suất lớn để tăng độ bền bỉ và độ hoạt động lâu dài, không bị méo tiếng, không bị vỡ tiếng. Thì những dòng cục đẩy này nó sẽ chạy đó là những nguồn xuyến tròn rất to anh em nhé. Và tất cả đều là nguồn đồng hết cho tất cả anh em. Và với mạch Class D này thì nó sẽ sinh nhiệt rất ít nên là chạy rất là man máy. Hôm nay em có test thử cho anh em nghe vừa full vừa súp để anh em có thể thấy. Ở đây thì em có sử dụng Cosover DBX 223XS để em cắt và sẽ chia quay để đánh cho anh em. Với chia quay thì anh em có thể thấy hiện tại em đang chia ở tần số tầm khoảng 120 anh em nhé. Tầm khoảng 120Hz. Thì những tiếng súp thì nó ăn từ 120Hz đổ xuống. Và những tiếng hai của những loa full thì sẽ ăn từ 120Hz đổ lên. Chia quay đánh để cho anh em thấy được cái chất âm của nó như nào. Đầu tiên thì kênh 1 này sẽ là kênh full này. Full ở đây thì hiện tại em có sử dụng đó là loa lấy TVK15 bát 40 từ 190 qua 76. Thì nó rất là dư giả công suất rồi. Anh em có thể đánh căng được đó là một cặp từ 220 côn 100 anh em nhé. Nhưng ở đây bên em đánh những cặp loa bát 40 từ 190 qua 76 rồi. Dư giả công suất cho anh em. Bao căng cho anh em nhé. Đây hiện tại là đang đánh full anh em nhé. Đang từ 120Hz đổ lên. Đang sử dụng trên những cặp loa full. Và anh em có thể thấy dây bên em đầu nối ra đây để cho anh em thấy. Hai thì em sẽ sử dụng trên đây này. Và súp thì em sẽ sử dụng bên này để anh em có thể thấy. Lao vào hai để cho anh em thấy rõ ràng luôn. Và khi sử dụng thêm cổng súp này. Súp này thì tiếng súp này thì anh em sẽ cần phải đeo tai nghe để thu được cái tiếng súp nó tốt nhất. Hoặc anh em có thể cắm trực tiếp vào bộ dàn. Bởi vì tiếng súp này nó sẽ thu khó hơn so với những tiếng full. Tiếng súp này thì anh em có thể thấy được nó đánh đã rung nhà rồi. Nhưng anh em có thể nghe thấy các tiếng đồ đạc bên nhà đã rung. Và cho anh em lại gần xem để anh em nhìn thấy đây. Nó đánh súp ra anh em nhé. Áp lực rất lớn. Súp kép luôn anh em nhé. Súp kép từ 120 côn 100 của bên em. Anh em có thể thấy đây. Đây. Đấy.
sẽ tăng lên cả full cho anh em này. Đấy. Sử dụng ở đây đó là có cả full và cả súp cho tất cả anh em nhé. Kênh A này sẽ là full này, kênh B sẽ là đánh súp riêng cho anh em. Lưu ý với anh em, class D. Đấy, class D này. Những con này thì nó sẽ có báo đó là nhiệt độ của từng kênh một này và volume của từng kênh, độ to nhỏ đang ở 8% kênh A và 26% ở kênh B anh em nhé. Class D thì nó rất là ngắn, anh em phải nhìn thấy này, rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Size rất nhỏ và quạt tản nhiệt này chỉ sử dụng 2 quạt tản nhiệt thôi anh em nhé, 2 quạt tản nhiệt rất là nhỏ gọn cho tất cả anh em. Với các cục Class D này thì bên em đã mở nội thất cho anh em rồi, rất đơn giản, chạy chỉ có 4 xò thôi, nhưng mà cái công lực của nó đưa ra thì cực kỳ là khỏe. 1500W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Với 1500W ở chế độ 8 ohm thì anh em có thể đánh những cặp súp kép kia rất là vô tư, bởi vì những cặp súp kép kia nó là trở kháng, nó sẽ là 4 ohm. Thì với con này công suất ở 4 ohm của nó sẽ lên đến hơn 2000W này anh em nhé, hơn 2000W ở chế độ 4 ohm thì anh em có thể biết được công suất của nó đánh rất dư dả. Con súp kia của em nó chỉ tầm 1500W đến 1600W thôi, nhưng với chế độ 4 ohm của cục đẩy nó đến hơn 2000W thì anh em có thể biết được công suất nó rất là thừa rồi, và đánh sẽ bao căng uy lực cho anh em và chạy rất man máy anh em nhá. Còn riêng về đánh full thì con này nó sẽ rất là dư giả công suất cho anh em. Anh em không phải nghĩ đến vấn đề anh em đánh full từ bao nhiêu côn bao nhiêu cả. Đấy. Bởi vì súp kép từ 220 côn 100 nó đã chơi được thoải mái rồi, mát máy rồi, thì đến những dòng full thì nó tiếng của nó thì không phải bàn cãi nhiều. Đấy. Để anh cho anh em có thể thấy được cái chất lượng của những cục đẩy này như thế nào. Cho anh em xem lại nó đánh những súp kép 50. Đấy. Rất uy lực anh em nhé. Anh em thì nhìn thấy coi nhẹ nhảy tương tương hết rồi. Đấy. Áp lực rất lớn anh em nhé. Với những cục Class D này của bên em thì hiện tại đang bán đó là 8.700.000 đồng. Giá trên là giá bao ship tới tất cả anh em luôn nhá. Bao ship toàn quốc tới tất cả anh em, 8.700.000 bao ship. Nặng chỉ tầm khoảng 20kg thôi. Anh em đi bê vác cũng rất là nhẹ nhàng, không bị đau lưng. Với cục đẩy công suất size 2U anh em nhá. Class D chạy nguồn diễn tròn. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để những thông báo mới nhất về các video bên em. Hôm nay có thử cho anh em đánh vừa full vừa súp, cắt cốt trực tiếp trên chiếc 223S để anh em có thể cảm nhận. Mẫu đẩy 4 kênh bên em hiện tại đang phân phối và bán tới tất cả anh em. Thì ít nhưng nó phải chất lượng anh em nhé. Đấy, anh em có thể biết được những dòng sản phẩm bên em bán như thế nào. Những dòng công suất thì tất cả đều là công suất lớn, từ 895W đến công suất cao hơn thì cũng có 1300W để cho anh em có thể đi đánh sự kiện, đi sâu anh em nhé. Còn đánh trong gia đình thì anh em đánh vô tư thoải mái rồi. Cục đẩy đầu tiên muốn giới thiệu tới tất cả anh em đó là cục đẩy LXF 7409. Thì đối với những cục đẩy này thì công suất cho ra là từ 800 đến 900W trên một kênh ở chế độ 8 ohm, và con này nó chạy chỉ 32 sò mạch class 2H anh em nhé, 16 tụ lọc nguồn và 32 sò, nhưng công suất của nó cho ra rất là lớn, 800 đến 900W trên một kênh. Anh em có thể nhìn thấy cái mặt đằng trước của nó rất là đẹp đúng không ạ? Rất là hợp mố. Rất nhiều anh em thích những cái phong cách, những cái mặt của những sản phẩm cục đẩy này. Nhìn nó đẹp, nó sang trọng anh em nhá. Về chiều sâu của nó thì tất cả những cục đẩy 4 kênh thì chiều sâu nó không thể nào ngắn được để đút vừa tủ được cho anh em. Đấy. Nói rõ luôn cho anh em vậy vì nó là cục đẩy 4 kênh. Công suất rất lớn, 800 đến 900W cho một kênh. Sử dụng đây nó sẽ là 4 cái chiếc đáp để cho anh em có tinh chỉnh chia đều cho 4 kênh. Và con này nó đầu ra nó sẽ là 4 rắc lưu trích cho anh em. Đầu ra chỉ hỗ trợ lưu trích anh em nhé, không hỗ trợ cầu xoắn cầu gài nữa. Và đầu vào của nó là 4 cái đầu rắc bằng Canon. Con này thì em có rất nhiều video giới thiệu tới anh em rồi. Anh em có F7409 Xuân Tuấn Audio là ra rất nhiều video anh em nhé. Ra video những sản phẩm này bên em giới thiệu tới anh em những công trình lắp đặt và mở cho anh em xem nội thất ở bên trong của nó như thế nào. Cục này hiện tại em đang bán với giá nó là 8 triệu chưa cùng bao ship, và bao ship sẽ là 8.300.000 đồng anh em nhé. Tùy thuộc vào khoảng cách xa gần mà cái tiền vận chuyển nó có thể ít hoặc nhiều hơn anh em nhé. Giá 8 triệu là giá lấy tại cửa hàng. Tiếp theo cục đẩy muốn giới thiệu tới anh em, nó cục đẩy LX9004XS.
Cục đẩy này thì nó cũng công suất cho ra từ 850W đến 900W trên một kênh ở chế độ 8 ô, và nó đều có chiết áp này, 4 chiết áp thẳng hàng. Và nội thất con này thì nó sẽ sử dụng cũng 16 tụ lọc nguồn, nhưng con này nó sẽ sử dụng sò, nó sẽ là nhiều sò hơn, nó là 64 sò anh em nhé, chạy mạch class H 64 sò. Hai tay sách hai bên để cho anh em có thể sử dụng tay sách này. Đấy, 4 chiết áp và các đèn báo tín hiệu đây. Đèn báo tín hiệu. Bên ngoài của nó, hai bên mặt này thì nó sẽ có một cái lớp căng để chống bụi anh em này. Một lớp chống bụi bên ngoài. Một lớp chống bụi bên ngoài. Lấy cao Cotic 9004XS. Cục đẩy này thì hiện tại em cũng đang bán với giá đó là 8 triệu đồng chưa cùng bao ship anh em nhé. Bao ship cũng là 8.3 triệu. Hai cục này nó nặng tương đương với nhau, bởi vì tất cả nó là nguồn rất là lớn anh em nhé. Nguồn size 21cm, đường kính 21. Đấy, đường kính 21 và nặng tầm khoảng 31 đến 32 kg cả thùng anh em nhé. 31 32 kg cả thùng để cho anh em có thể thấy được. 64 sò, tất cả sử dụng đó là sò NJWK và 16 tụ. Về độ sâu của nó thì hai con này nó sẽ ngang nhau anh em nhé. Về chiều sâu nó sẽ ngang nhau. Ngang nhau thôi. Cục đẩy tiếp theo muốn giới thiệu tới anh em đó là cục đẩy Martin MA1300. Cục đẩy này thì chuyên trị phun đôi súp kép để cho anh em có thể chơi rồi. 1200 đến 1300W trên một kênh ở chế độ 8 ohm, và 4 ohm nó lên tới 2000W anh em nhé. 4 ohm lên tới 2000W thì anh em có thể biết được công suất nó khủng như nào. Với 2000W ở chế độ 4 ohm anh em có thể đánh được một kênh, đánh một chiếc 725 từ 2 họng 100 hoặc là phun đôi súp kép 50 từ 2 họng 100, anh em đánh mỗi kênh cho một quả. Đấy, hoặc là anh em có thể sử dụng cho hai kênh đầu, đó là một cặp 725 phun đôi 40, hai kênh cuối anh em có thể đánh súp kép 50, rất là vô tư, rất thoải mái. Những dòng sản phẩm này sử dụng đó là 80 sò, sò ở đây sử dụng sò NJWK và hai tầng tụ anh em nhé, sử dụng 32 tụ lòng nguồn, mỗi một tầng nó sẽ là 16 tụ và hai tầng nó sẽ là 32 tụ lòng nguồn cho anh em công tắc nguồn. Đằng trước sử dụng đó là 4 quạt gió rất to và rất mát. Anh em cũng search đó là Martin MA1300 Xuân Tuấn Audio. Đã có video mở nội thất, video lắp đặt đánh súp kép, đánh array cho anh em để anh em có thể thấy. Dàn sự kiện đi đám cưới của anh em sử dụng một con này thôi là anh em có thể cân được hết cả bộ dàn rồi. Phun đôi súp kép là anh em có thể dã rồi. Những cục đẩy này thì size sẽ dài hơn. Anh em có thể thấy đây là size của nó sẽ dài hơn các cục đẩy như 7409 và 904, nó sẽ dài hơn anh em nhé. Bởi vì sò nó sẽ nhiều sò hơn, 80 sò cơ. Và size của nó cũng là size 3U. Size 3U rất cao, size 3U. Với những cục đẩy 904 hoặc là 7409, size của nó chỉ là 2U thôi. Nhưng con này nó cục đẩy size 3U. Nguồn lớn, bán kính rộng thì công suất của nó cho ra rất là khỏe và bền bỉ cho anh em để anh em thể sử dụng. 80 sò NJWK anh em nhé. Cục này hiện tại em đang bán và giao lưu tới anh em đó là 10 triệu đồng chưa gồm bao ship anh em nhé. Bao ship tùy từng khu vực nó rơi tầm khoảng 400 đến 600 nghìn tùy từng khu vực đấy. Giá trên hiện tại em đang báo với anh em đó là giá lấy tại cửa hàng. Thì đây là 3 mẫu cục đẩy của bên em hiện tại đang phân phối và kinh doanh. Sắp tới thì em sẽ có 1 đến 2 mẫu cục đẩy nữa, công suất sẽ thấp hơn, từ 600 đến 700W để anh em có thể chơi gia đình nhỏ gọn hơn. Đấy. Còn những cục đẩy này thì anh em đánh dư công suất thì nó sẽ rất hay rồi. Tất cả cục đẩy anh em đánh dư công suất rất là lợi và rất là bền bỉ cho anh em. Đấy, thì xin báo giá lại từ tất cả anh em. Cục đẩy lưới 904 và 7409 này, hiện tại hai cục đẩy giá đang ngang nhau với giá đó là 8 triệu đồng và chưa gồm bao ship. Với những cục 7409 này thì nó sẽ cho ra cái tiếng ca, tiếng nhạc nó sẽ sáng hơn là so với những cục đẩy 904 anh em nhé. Đấy, rõ ràng cho anh em luôn. Nhược điểm của nó là nó không có cầu gài và không có cầu link sang đẩy khác để cho anh em sử dụng thôi. Còn đối với cục đẩy 904 này thì phù hợp cho anh em nào thích nhiều sò, rồi nhiều tụ và anh em thích sò thôi. Đấy. Có cầu gài và có cầu link sang đẩy khác để cho anh em có thể sử dụng. Tiếp theo, cuối cùng đó là cục đẩy công suất lớn Martin MA1300 với công suất là 1200 đến 1300W trên một kênh. Với giá 10 triệu đồng chưa cùng bao ship anh em nhé. 3 mẫu cục đẩy 4 kênh đáng chơi nhất trong karaoke gia đình, bình dân đến cao cấp anh em nhé. Thì những mẫu đẩy ở đây thì đều là những mẫu đẩy mà bên em bán rất chạy trong thời gian vừa qua và được rất rất nhiều anh em đã tin dùng. Tin dùng bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất nó là hàng chính hãng,
Cái thứ hai, chất âm của nó đưa ra rất là sáng và là sạch sẽ. Cái thứ ba, đó là những sản phẩm này, mẫu mã của nó thì rất đẹp và phù hợp với rất nhiều anh em để sử dụng. Thì đi vào các cái sản phẩm này thì bên em cũng đã test rất nhiều những sản phẩm này rồi. Test về chất âm, test về cái chức năng đánh súp của nó như thế nào và đánh full của nó hay như thế nào, thì em đều có giới thiệu hết. Và cái công lực, cái nội công, cái công suất của nó thì bên em cũng đã thử cho anh em rồi, rất là lớn anh em nhé. Đấy, thì đầu tiên đi vào hai sản phẩm như trước mắt anh em cũng đã nhìn thấy, đó là hai cục đẩy LX9004 và LX7409. Thì hai cục này nó sẽ có giá tương đương nhau và công suất của nó ngang nhau anh em nhé. Công suất là đều từ 800 đến 900W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và giá của nó thì cũng đều là 8,3 triệu, đó là bao ship. Và giá lấy tại cửa hàng đó là 8 triệu đồng anh em nhé. 8 triệu đồng lấy tại cửa hàng và 8,3 triệu là bao ship tới tất cả anh em. Những cục đẩy này thì nó sẽ nặng từ tầm 30 đến 31kg anh em nhé. 30 đến 31kg và nguồn của nó sẽ là nguồn xuyên tròn. Và lưu ý với anh em, nó là bao là nguồn đồng cho anh em. Và riêng cái nguồn này nó sẽ được bảo hành cho anh em tới tận 2 năm anh em nhé. Nguồn này sẽ được bảo hành 2 năm. Đấy. Đầu tiên thì sẽ đi vào cái cục đẩy LX7409 này. LX7409. Thì cục này như anh em có thể nhìn thấy cái hình thức bên ngoài thì nó khá là hầm hố. Rất nhiều anh em thích cái sự hầm hố này của nó. Và cái mặt của nó sẽ màu sắc nó rất đẹp. Màu xám anh em nhé. Cái mặt này màu xám này. Rất đẹp và nhiều anh em thích cái màu này. Đấy, màu xám. Lông chuột đấy, anh em rất nhiều anh em thích những cái màu như này và cái sự hầm hố như này thì anh em nên chọn cái cục đẩy này. Thì đi vào cái cục đẩy này thì anh em có thể nhìn thấy, đầu tiên nó bán kính nguồn này nó sẽ sử dụng rất lớn, tầm khoảng 21 đến 22 cm anh em nhé. Đường kính này 21 đến 22 cm và tụ của nó sẽ sử dụng đó là 16 tụ lọc nguồn 80V và 15.000 mi, và nó chỉ sử dụng đó là 3 quạt tản nhiệt. Như anh em có thể nhìn thấy đây, đây là cái bo công suất của nó. Bo công suất của nó ở dưới nó sẽ là sò anh em nhé. Ở dưới là sò, còn trên là các linh kiện mạch dán của nó. Ba quạt này sẽ thổi trực tiếp ra đằng sau này, để qua cái lớp tản nhiệt này, để cho mát này. Và đằng sau nó sẽ có lỗ thông gió cho tất cả anh em. Thì như anh em có thể nhìn thấy đây, em sẽ vào trực tiếp cho anh em. Anh em có thể đếm trở nhé. 4, 8, 12, 16. 16 con trở này nó sẽ chia ra nhân 2 đây anh em nhé. Bởi vì nó sẽ có 2 tầng. Anh em có thể nhìn thấy trên này sẽ là một tầng này. Dưới anh em có thể nhìn thấy đó là một tầng vỉ mạch này nữa. Đấy, một vỉ mạch này và dưới nó cũng là một vỉ như này. Thì nó sẽ sử dụng đó là 32 sò công suất thôi anh em nhé. 32 sò công suất chưa tính đó là bù áp. Tính đó là sò công suất thôi. Nhưng nó sẽ chạy cái mạch mới, mạch class 2H sẽ cho ra cái chất âm sáng sạch sẽ và công suất của nó sẽ là công suất chuẩn tới tất cả anh em. Từ 800 đến 900W trên một kênh anh em nhé. Đấy. Và anh em có thể nhìn thấy tất cả cầu chì, nó là cầu chì bột, hàng linh kiện chất lượng. Và anh em có thể nhìn thấy các mối dây của nó, dây nối, dây dẫn này của nó này. Anh em có thể nhìn thấy được buộc rất là gọn gàng anh em nhé. Đấy, buộc rất là gọn gàng. Và như anh em có thể nhìn thấy các cái keo bắn này của nó này. Đây, keo bắn nó không thừa đâu anh em nhé. Bắn nó không thừa thế nào cho anh em. Nó không bị lẩm chẩm hay là như thế nào đó anh em nhé. Đến các vị trí đóng ốc này anh em thì nhìn thấy này. Đây. Các vị trí đóng ốc nó đều có ký hiệu hết anh em nhé. Đều có ký hiệu hết để cho anh em nhìn thấy đó là ký hiệu cái đó là để đóng ốc anh em nhé. Để bắt ốc vào. Bên trong lại có anh em này. Đấy. Đấy. Từng ký hiệu một, hàng chính hãng, hàng chất lượng thì anh em phải biết. Tất cả linh kiện của nó thì đều có số hết. Đều có số hết anh em nhé. Đấy. Đều có số hết cho anh em này. Linh kiện dán nhưng mà đều có số, đều có trị số của các con trở. Đấy. Sử dụng 2 dơ le. Và đầu ra đầu vào của nó thì con này nó sẽ không có cổng linh anh em nhé. Không có cổng linh mà nó chỉ có đầu vào bằng input và đầu ra bằng rắc new trick thôi. Đây cho anh em có thể nhìn thấy. Đầu ra của nó thì đạt đầu vào của nó toàn là Canon. Và đầu ra sẽ là cầu new trick và không có cầu gài hay là cầu linh thôi anh em nhé. Nhưng đều có các chế độ đánh như stealth, panel, bridge và độ nhạy đầu vào 0.77, 1.0 và 1.4V. Đấy. Thì những cục đẩy này thì tiếng ra thì rất là sạch sẽ và rất là sáng. Thì cái mặt hình thức của nó thì khá là hầm hố, thì được nhiều anh em lựa chọn và anh em rất tin tưởng những loại này anh em nhé. Đấy, rất là thích những loại này vì mặt nó hầm hố. Cục này thì em đã giới thiệu với anh em rất nhiều rồi, đánh công suất rồi, thử cho anh em rất nhiều rồi. Và cái tiếp theo nữa đó là cục đẩy LX9004XS.
thì những cục đẩy này sẽ dành cho anh em thích cái mặt nó bình thường, bình dân và không hầm hú anh em nhé. Mặt của nó thì sẽ đơn giản hơn, nó không hầm hú. Đấy, rất nhiều anh em thích nhưng nó sẽ có một cái mặt màu đen. Đấy, màu đen nguyên luôn anh em nhé. Đấy, nhiều anh em thích những dòng này bởi vì nó rất là không, nó không hầm hố, nó rất là bình thường bình dân. Đấy, mặt của nó cũng khá là đẹp anh em nhé, chứ không phải bình dân. Đấy, anh em thì nhìn thấy giải đèn báo tín hiệu này, và đi vào bên trong nội thất của nó thì nó sẽ sử dụng đó là 4 quạt tản nhiệt anh em nhé. 1 2 3 4, 4 quạt tản nhiệt này thì nó sẽ có quạt hút và quạt đẩy. Đấy, quạt hút và quạt thổi ra ngoài ấy. Anh em thì nhìn thấy, bởi vì tại sao nó sẽ sử dụng 4 quạt, bởi vì cái bo mạch này của nó sẽ sử dụng nhiều sò, nhiều tụ thì nó sẽ phải bắt buộc phải có 2 quạt để tản nhiệt cho tốt. Đấy, ở đây thì nó sẽ sử dụng đó là 64 sò NJW và tụ ở đây nó sẽ sử dụng là 3 6 9 12 14 16, 16 tụ, tụ ở đây cũng là tụ 80V và 15.000mi. Hai cái cục đẩy này sẽ sử dụng tụ như nhau anh em nhé. Đấy, sẽ sử dụng tụ 80V và 15.000mi, tụ chỉ số giống nhau. Và các con diốt nguồn này nó sẽ sử dụng đó là 8 con, mỗi bên cho là 4 con anh em nhé, chứ không như một số hàng rẻ tiền nó chỉ sử dụng đó là 4 con thôi, 2 con một bên, hai bên nó sẽ là 4 con, nhưng con này đến 8 con anh em nhé. Đấy, 8 con. Các con kích này anh em thì nhìn thấy các con kích này đều được cố định bởi những cái ốc này rồi, cái miếng bắt này anh em nhé, đã hàn vào đây rồi nó vẫn còn sử dụng được cái này nữa, rất là chất lượng. Và những hàng này thì nó sẽ, nếu như lỗi thì anh em có thể thay bỏ bên công suất được, ví dụ kênh bên trái hỏng anh em có thể lấy kênh bên phải anh em đảo sang, bởi vì nó có các cái lỗ này, có cái lỗ này anh em phải đảo bo công suất khi lỗi công suất anh em nhé. Sản phẩm này thì công suất của nó cũng từ 800 đến 900W, thì anh em có thể đánh được một cặp 30 hoặc một cặp 40 từ 190 coi 76, hoặc là một kênh anh em có thể đánh được một chiếc súp đơn 50 anh em nhé, một chiếc súp đơn 50 trên một kênh, rất dư giả cho tất cả anh em. Đều có các cái cầu chì bảo vệ và các cái dơ le bảo vệ, và các cầu chì đều là cầu chì bột anh em thì nhìn thấy toàn là cầu chì bột hàng chất lượng nên anh em yên tâm. Đấy, cục này cũng với giá đó là 8.300.000 đồng bao ship, 8 triệu đồng là lấy tại cửa hàng. Con này thì nó sẽ có cổng linh ra và đầu ra, đầu vào của nó, đầu vào thì có hỗ trợ cả Canon và Nutrix, đầu ra của nó thì cũng có hỗ trợ cả cầu xoắn rồi các cầu linh ra các đẩy khác anh em nhé. Đấy, cục này thì em giới thiệu tới anh em rất nhiều rồi, đánh thử cho anh em cái độ chịu đòn của những cục đẩy này rất là tốt anh em nhé. Và đi tới cục đẩy cuối cùng, đó là cục đẩy hàng cao cấp, đó là LXD4150. Cục này sử dụng đó là mạch Class D, công suất cho ra đó là 1.500W trên một kênh. Ở chế độ 8 ohm thì anh em có thể sử dụng cho các phòng karaoke gia đình cao cấp, hoặc anh em có thể sử dụng cho đi sâu đều được anh em nhé. Đi sâu thì anh em có thể đánh một kênh. Một kênh này anh em có thể đánh được đó là một chiếc súp kép 50 từ 220 con 100, hoặc là full đôi 40 từ lớn họng lớn anh em nhé. Về mạch con này thì rất là chất lượng, tụ nó rất nhiều anh em nhé. Tụ toàn 160V thôi, anh em thì nhìn thấy tụ rất là cao, 160V và 1.000mi, 160V, anh em có thể thấy được. Đấy, các con sò này, 1, 2, 3, 4, 5, 4 con. Và nó sử dụng tất cả đó là sò kích, sò MOSFET thôi nhìn nhé. Đấy, quạt thì sẽ là quạt tản nhiệt cho nguồn này, và quạt tản nhiệt cho bo công suất này. Anh em thì nhìn thấy, quạt tản nhiệt cho bo công suất, và đây là quạt tản nhiệt cho nguồn. Đấy, quạt anh em thì nhìn thấy những quạt rất chất lượng anh em nhé. Đấy, quạt rất chất lượng. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Để cho anh em thể nhìn thấy. Đây, đây là bên trong các linh kiện của nó, anh em thể nhìn thấy. Đấy, các cuộn này. Đấy, rất chất lượng luôn. Hàng chính hãng anh em yên tâm về chất lượng và công suất của nó. Và tiếp theo thì anh em có thể nhìn thấy đó là các cái mối keo bắn này, nó rất là gọn gàng và không có độ thừa thãi đâu anh em nhé. Rất là gọn gàng và rất là đẹp đẽ. Đấy, cục đẩy này thì em đã thử cho anh em về công lực của nó rồi, về sức mạnh uy lực của nó rồi, đánh súp kép nhẹ nhàng luôn từ 220 cùng 100, và đánh kể cả đánh full đôi 40 thì anh em, hoặc là một cặp 40 đôi, rất là dư giả công suất. Anh em sử dụng trong phòng karaoke gia đình rất là ngon, hàng cao cấp, anh em đánh rất dư giả công suất, tiếng rất căng và rất là sáng tiếng anh em nhé. Đấy, thì cục này với giá đó là 14.500.000 đồng một cặp
bao ship tới tất cả anh em 14.500 à 14.500 một cặp. Dây của nó anh em thể nhìn thấy các dây nguồn của nó này, úi giời, rất to anh em nhé. Thì hôm nay em sẽ làm cái video giới thiệu anh em tới anh em ba mẫu cục đẩy anh em thể sử dụng cho gia đình hoặc anh em có thể sử dụng cho đi show sự kiện đều được anh em nhé. Nếu đi sự kiện anh em sử dụng cái cục 7409 hoặc 9004 này, một kênh anh em có thể đánh một đôi full 30 hoặc một cặp full 40 từ 190 qua 76, rất là ngon và rất là dư giả công suất. Mỗi kênh anh em thể đánh được đó là 4 cặp 30, tổng con này sẽ đánh 4 cặp 30 hoặc 4 cặp 40, 8 bát 40 anh em nhé. Đấy, hoặc là 4 quả súp đơn 50 chập brit và anh em có thể đánh được súp kép anh em nhé. Đấy, thì đối với những cục đẩy này thì giá của nó cũng rất là tốt từ tất cả anh em và đều là hàng chính hãng thì anh em có thể yên tâm và sử dụng. Đấy, thì hôm nay em làm cái video clip này, anh em có nhu cầu mua hàng nên lại trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Hai cục đẩy 7409 và 9004 với giá 8.3 bao ship, công suất như nhau, chất lượng thì anh em khỏi phải nghĩ. Và cái cục đẩy D4150 này với giá 14.500.000 đồng một cặp. Hôm nay xin giới thiệu tới anh em một mẫu cục đẩy 4 kênh hàng chính hãng. Cục đẩy 4 kênh này thì nó sẽ chạy mạch Class D và công suất của nó cho ra thì rất là lớn. Theo như hãng thì công suất đưa ra đó là được 1.600W trên một kênh. Thì em cũng báo tới tất cả anh em là công suất nó sẽ là 1.500W đến 1.600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm anh em nhé. Lưu ý với anh em ở chế độ 8 ohm, còn 4 ohm thì công suất của nó đến hơn 2.000W trên một kênh. Công suất cực kỳ lớn và cực kỳ nhỏ gọn và giá của nó thì cũng không hề rẻ anh em nhé. Công suất nhỏ gọn thì nó sẽ đi đôi với giá thành của nó cũng rất là cao. Báo giá tới tất cả anh em luôn cục đẩy này với giá hiện tại đó là 14.500.000 đồng bao ship toàn quốc tới tất cả anh em. Cục đẩy này thì nó hiện tại nó chỉ sử dụng đó là size 1U của hãng Lx Acoustic mang mã hiệu là D4150, 4 kênh 1.500W đến 1.600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Với cục Class D này thì anh em có thể thấy được nó rất nhỏ gọn đúng không ạ? Anh em có thể hình dung ra những cục đẩy size 3U, nó chạy sử dụng các sò NGV kép hoặc sò Toshiba, nó nặng tới trên 40kg và công suất nó đưa ra cũng chỉ được 1.200 đến 1.300W trên một kênh. Thì với công suất của cục Class D này nó là 1.500W đến 1.600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Với mạch Class D thì cái độ hao hụt công suất và cái độ mát máy của nó thì cực kỳ là tốt anh em nhé. Hao hụt công suất thì nó không bị hao hụt nhiều và máy thì chạy cực kỳ là mát và rất là êm anh em nhé. Công suất thì lớn thì có hàng về thì giới thiệu tới tất cả anh em. Đây là mặt đằng trước của nó. Mặt đằng trước của nó thì nó sẽ có các cái lỗ này để anh em có thể nhìn thấy này. Đấy. Lỗ này nó cũng tham gia một phần để tản nhiệt cho máy. Một phần để tản nhiệt cho máy. Và công tắc nguồn ở mặt đằng trước, công tắc nguồn bật tắt ở mặt đằng trước. Và nó sẽ có 4 cái chiết áp cho 4 cái kênh, kênh A, kênh B, kênh C, kênh D. Và có các đèn báo tín hiệu power, sync và đèn clip. Đấy, cho từng kênh một anh em nhé. Và lưu ý với anh em, hàng này là hàng chính hãng của Lx Acoustic. Anh em có thể cào và quét mã vạch này để anh em có thể nhắn tin bảo hành để kích hoạt bảo hành hàng chính hãng anh em nhé. Anh em có thể kích hoạt bảo hành là hàng chính hãng cho anh em yên tâm sử dụng hàng chính hãng, được bảo hành chính hãng của Lx Acoustic. Và đây là mặt đằng trước của nó. Và cùng đi về đằng sau để cho anh em cùng xem cái mặt đằng sau của nó. Thì đây là mặt đằng sau của nó, anh em có thể nhìn thấy nó sẽ có các cổng cắm, đó là đầu input output bằng Canon và đầu vào tất cả sẽ bằng rắc Canon hết anh em nhé. Output ra bằng Lutech và đầu vào nó sẽ bằng Canon. Quạt tản nhiệt thì nó sẽ có hai quạt tản nhiệt đây. Hai quạt tản nhiệt này thì nó sẽ tản nhiệt cho cái bo công suất và tản nhiệt này sẽ là tản nhiệt cho nguồn, tản nhiệt cho nguồn. Và anh em có thể nhìn thấy đây, các cầu gạt A, B, C, D đầu vào và có cái ký hiệu gạt, anh em có thể nhìn thấy Stealth, Panel và Bridge để cho anh em có thể sử dụng. Đấy, CD, AB có các cầu gạt để cho anh em có thể thấy được. Đây nó có hướng dẫn hết anh em nhé. Đây có hướng dẫn đấu lối bằng lưu trích cho anh em này. Đấy. Lưu ý với em, con này có thể sử dụng xuống được 2 ô, nhưng đối với sử dụng 2 ô thì em không khuyến khích anh em sử dụng, mà anh em nên đánh ở 4 ô để cho công suất nó được tốt nhất và mát máy nhất anh em nhé. Đấy. Con này có thể đánh được xuống 2 ô, nhưng lưu ý anh em không khuyến khích anh em đánh. Đấy. Nguồn anh em có thể nhìn ra đây là cái dây nguồn của nó này, đây là cái dây nguồn của nó khá lớn và dây nguồn hai chấu anh em nhé, dây nguồn hai chấu.
Và điều thắc mắc nữa của anh em đó là anh em muốn xem nội thất đúng không ạ? Thì em sẽ mở cái nội thất này cho anh em để anh em cùng thấy được cái bên trong nội thất của dòng sản phẩm này. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy một cái nội thất cực kỳ là bá đạo đúng không nha, cực kỳ là bá đạo. Như anh em có thể nhìn thấy đây nó sẽ tản nhiệt cho bên nguồn. Đấy, hai quạt tản nhiệt cho bên nguồn và đây nó sẽ là hai quạt, đây sẽ là hai quạt để tản nhiệt cho bo công suất này. Anh em có thể nhìn thấy công suất tụ, đây anh em có thể nhìn tụ này, tụ rất lớn anh em nhé. Tụ anh em có thể nhìn thấy 160V 10.000 mi mà 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 30 40 con tụ anh em nhé, 40 con tụ, tụ rất lớn, chỉ số rất lớn, 160V và 10.000 mi. Thì anh em có thể biết được cái tụ của nó ra như nào, công suất của nó ra như nào. Đấy, và đây là các nguồn xử lý của nó này, anh em có thể nhìn thấy các nguồn này. Đấy, đấy. Và đây là sẽ làm các bo tín hiệu để chỉnh chiết áp này. Anh em có thể nhìn thấy hàng chính hãng nên tất cả các mối đều được bắn keo rất là rõ ràng, phân biệt rõ ràng anh em nhé. Đấy, để phân biệt và bắn keo này, dây thít này rất là chắc chắn. Và đi dây của nó anh em thì nhìn thấy này, dây này, các cái sợi dây kết nối này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, hàng chính hãng nó khác hẳn, khác bọt hẳn luôn anh em nhé. Đấy, anh em cùng xem. Và đây là các cái keo tản nhiệt của nó này, keo tản nhiệt này. Đấy, các keo tản nhiệt cho anh em luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy sâu về cái nội thất bên trong này. Đấy, cùng cho anh em xem kỹ cái nội thất, rất là bá đạo và rất là đáng chơi anh em nhé. Công suất của nó đưa ra nó là 1.500W đến 1.600W. Thì đối với cùng này anh em có thể đánh full đôi 725 bát 40 từ 220 cùng 100 hoặc súp kép 50 từ 220 cùng 100, rất vô tư và rất thoải mái. Anh em có thể sử dụng đó là một cái cục đẩy này, anh em có thể đánh đi sâu rất tốt. Mỗi một kênh anh em đánh cho em một quả 725 và hai kênh còn lại anh em có thể chơi súp kép từ 220 cùng 100. Một đôi súp kép là 4 bát 50 cộng với lại một đôi 725 4 bát 40 nữa thì anh em đi sâu sự kiện quá ngon rồi đúng không ạ? Anh em chỉ vác mỗi cục đẩy thôi, làm con code server nữa, làm bộ mic và mixer nữa, nó rất nhỏ gọn. Nó cũng chỉ tầm khoảng trên 20 cân là tổng bộ của anh em nếu có cả mixer. Còn nếu có code server này, có mic nữa thì nó chỉ tầm khoảng 16 17 cân thôi, rất nhỏ gọn đúng không anh em? Chỉ bằng một cục đẩy size 2U công suất bình thường. Con này với trọng lượng của nó chỉ tầm khoảng 9 đến 10 kg thôi anh em nhé. 9 đến 10 kg rất nhỏ gọn. Anh em đi anh em chỉ cần lấy một tay anh em xách thôi là ok. Đấy, một tay xách đi xô luôn. Rất gọn gàng mà anh em không phải vật vã, không phải lặng nhọc bê những cái cục đẩy lớn tầm khoảng 40 hơn 40 cân anh em nhá. Đấy, quạt tản nhiệt anh em nhìn quạt tản nhiệt của nó cũng quá là đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy quạt tản nhiệt hàng chính hãng, quạt sâu to. Đấy, các cái mối lối này anh em có thể nhìn thấy đều được bắn keo rất gọn gàng và các cái đầu xoáy của nó rất gọn gàng chuẩn chỉ luôn anh em nhé. Đây, anh em nhìn hàng chính hãng nó khác bọt hẳn luôn. Với cục đẩy này thì em đã có video để test về cái cục đẩy này, đánh súp kép, đánh với lại full rồi, tiếng rất sáng, rất sạch sẽ, súp đánh rất là uy lực để cho anh em có thể thấy. Rung nhà động đất rồi, em có video rồi, anh em cứ gõ D4150 Xuân Tuấn Audio, em có video test thử cho anh em để đánh chất âm của nó như thế nào, sáng sạch sẽ, tiếng bát đánh lực. Đấy, thì cục đẩy này hàng chính hãng với giá đó là 14.500.000 đồng một chiếc anh em nhá, 14.500 bao ship toàn quốc cho tất cả anh em, công suất 1.500W đến 1.600W trên một cây ở chế độ 8 ôm, công suất rất lớn. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để những thông báo mới nhất về các video bên em. Cùng cho anh em xem lại cái nội thất của nó một lần nữa, cực kỳ bá đạo đúng không em? Đấy, rất chất lượng, grade D, tiêu hao công suất dư thừa rất ít và chạy rất là mát máy anh em nhé. Tìm những mẫu cục đẩy 4 kênh, công suất nó tầm khoảng 800 đến 900W trên một kênh và anh em muốn nó là hàng chính hãng và giá nó tầm khoảng dao động từ 8 đến 9 triệu thì hôm nay em xin giới thiệu tới anh em những mẫu cục đẩy 4 kênh này của bên em. LX Aquatic 9004XS, nó là hàng chính hãng này và công suất chuẩn của nó đưa ra từ 800W đến 900W trên một kênh và giá của nó 8.300.000 đồng bao ship từ tất cả anh em, đáp ứng được tất cả các nhu cầu, các tiêu chí của anh em, đó là cục đẩy chính hãng, chất âm sáng sạch sẽ, công suất lớn 800 đến 900W trên một kênh. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em một mẫu cục đẩy LX 9004 này. Thì em cũng mở nội thất cho anh em rồi, bởi vì
Những cục đẩy này em đã đi lắp vào các công trình phòng hát karaoke gia đình rất nhiều rồi. Cục đẩy này thì có những công trình em đã chập brid vào, đó là hai kênh CD này hoặc hai kênh AB, em đã từng chập brid vào đánh một quả súp kép từ 220 côn 100 của bên em rồi anh em nhé. Đánh rất là mát máy và công suất của nó rất là lớn. Chập brid vào, anh em có thể đánh được súp kép từ 220 côn 100. Anh em có thể thấy được cái công suất của nó lớn khỏe như thế nào. Thì vào bên trong cái nội thất này, xin giới thiệu tới anh em cái nội thất bên trong này nó sẽ như thế nào và chất lượng nó như thế nào. Đầu tiên anh em có thể nhìn thấy một cái bán kính nguồn sử dụng nguồn biến áp này rất lớn anh em nhé. Size của cái biến áp này nó tầm khoảng 21 đến 22 cm, rất là lớn. Và bao cho anh em đó là 100% đó là nguồn đồng. Phát hiện nguồn nhôm anh em được đền tiền tặng máy. Và riêng cái biến áp này anh em sẽ được bảo hành lên tới 25 anh em nhé. 25 bảo hành cái biến áp này. Một biến áp rất lớn, 21 đến 22 cm, và bao cho anh em nó là nguồn đồng. Đấy, một cái biến áp rất lớn. Và anh em có thể nhìn thấy các dây dẫn này, nó được buộc rất là gọn gàng. Anh em có thể nhìn thấy. Đấy, đi dây rất là gọn gàng anh em nhé. Rất là gọn gàng và rất là khoa học. Đấy, một trong một cái mên mạch này. Sò ở đây thì nó sẽ sử dụng đó là sò NJVK, thì nó sẽ cho ra tiếng của nó cực kỳ sáng và sạch sẽ. Đối với những dòng sò NJVK và chạy mạch Class H này thì anh em có thể biết được chất âm của nó như thế nào. Và nó sẽ sử dụng 4 quạt gió. 4 quạt gió này thì nó sẽ cho ra cái công suất của nó sẽ chạy, sẽ mát máy hơn anh em nhé. Sẽ mát máy hơn. 4 quạt gió cho 4 bên, 4 góc của máy thì sẽ là quạt hút, quạt đẩy. Thì nó sẽ rất là mát máy. Và quạt này chạy cũng khá là êm anh em nhé. Chạy cũng khá là êm. Sò ở đây thì nó sẽ sử dụng đó là sò NJVK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, đó là 64 sò NJVK. Công suất của nó đưa ra đó là 800 đến 900W trên một kênh. Công suất chuẩn anh em nhé. Và anh em có thể nhìn thấy các con diode nguồn này, anh em có thể nhìn thấy 2, 4 và đằng sau của nó sẽ là 4 con nữa, nó là 8 con. Nhiều những cục đẩy 4 kênh khác thì nó chỉ có 4 con thôi, nhưng đến con này nó sử dụng đó là 8 con để cho anh em thấy được cái chất lượng nó như thế nào. Độ bền bỉ của nó rất là cao anh em nhé. Sử dụng tụ đây sẽ sử dụng 3, 6, 9, 12, 14, 16. 16 tụ anh em có thể nhìn thấy chỉ số 80V và 15.000 mi pha ra. 80V và 15.000 mi pha ra. Rất là chất lượng đúng không ạ? Và trên những cái bo tụ này nó đều có các con dưa le này để bảo vệ anh em này. Dưa le bảo vệ này. Đấy, rất là chất lượng anh em nhé. Chưa nói đến những phần công suất, phần vỉ công suất này nó cũng đều có các con dưa le bảo vệ. Và anh em có thể nhìn thấy các mối keo bắn các cái dây thít này. Anh em nhìn thấy các đầu lối này, anh em có thể nhìn thấy. Nó sử dụng và nó dùng rất là gọn gàng và rất là sạch sẽ, rất là chắc chắn. Các mối nối này nó không bắn quá nhiều keo để cho anh em có thể thấy được. Nhiều cục đẩy hàng nhái, hàng kém chất lượng ấy, thì anh em có thể nhìn thấy các keo ấy, nó bắn rất là lẩm chẩm đúng không ạ? Rất là bừa bãi và nó sẽ qua các cái dây ấy, như anh em có thể nhìn thấy đây. Hàng chính hãng, hàng chuẩn thì anh em có thể biết được cái nó chi tiết đến từng tí một anh em nhé. Chi tiết đến từng tí một lên cho anh em. Và những con kích anh em thể nhìn thấy này đều được bọc bên ngoài, anh em nhìn thấy, cố định luôn cho anh em nhé, cố định rất là chắc chắn luôn. Và một cái nữa thì anh em có thể biết được trên những hàng chính hãng đó là nó có các con ốc này. Các con ốc này thì nó sẽ linh hoạt cho anh em, để nhà sản xuất họ sẽ linh hoạt. Ví dụ như có lỗi bo công suất này thì anh em sẽ lấy bo công suất có thể đảo được sang bo công suất bên này, anh em chỉ cần lộn lại thôi anh em nhé. Đảo được bo công suất khi lỗi. Với những dòng công suất này bên em thì sẽ là đổi cho anh em chứ không phải sửa chữa đâu anh em nhé. Hầu như là đổi mới cho anh em. Nếu như lỗi nặng quá thì bên em sẽ đổi mới phần công suất này cho anh em. Đấy. Và hàng chính hãng thì anh em có thể nhìn thấy đây nó sẽ lộn sang. Nhiều cái thì anh em nó sẽ không có ốc rồi nhé. Và nhiều anh em không biết anh em bảo cái ốc tản nhiệt. Nhiều anh em bán hàng audio nói những ốc này ốc tản nhiệt thì cái này không có đâu. Không phải đâu. Ốc này là cái ốc nó có thể đổi bo công suất từ bên trái sang bên tay phải này. Để nó có thể bắt ốc được. Dưới nó sẽ có ốc hãm để định vị anh em nhé. Để định vị. Trên các con ốc này anh em có thể nhìn thấy rất là bóng nhoáng đúng không ạ? Hàng xịn sò anh em yên tâm sử dụng này. Các con ốc, đường nét của những con ốc này cực kỳ chất lượng anh em nhé. Cực kỳ chất lượng. Và mên mạch của nó anh em thì nhìn thấy mên mạch của nó. Đến các bo tín hiệu, xử lý tín hiệu ra đầu vào
anh em có thể nhìn thấy một cục đẩy rất là chất lượng tới tất cả anh em, chỉ 8.300.000 đồng bao ship tới tất cả anh em. Về cái mặt đằng sau của nó thì nó cũng như các cục đẩy khác thôi, thì anh em có thể nhìn thấy nó đều có tín hiệu đầu vào, đó là đầu input, và đều có các đầu tín hiệu cổng linh. Cổng linh này anh em có thể linh ra các cục đẩy khác hoặc linh tín hiệu từ các kết nối khác. Ví dụ anh em vang chỉ có hai đầu xuống thôi thì anh em có thể cắm vào A và B, và anh em có thể linh từ AB lên CD để anh em có thể đánh. Đấy. Có các cầu gạt stealth, parallel và bridge, độ nhạy tín hiệu đầu vào sensitivity 0.77, 1.0 và 1.44V. Đấy. Và có các cầu ra loa, đó là cầu xoắn, và anh em có thể dùng cầu lưu trích, và nó đều có hướng dẫn hết cho anh em, đều có hướng dẫn cái cách đấu lối lưu trích hết cho anh em nhé. Đấy. Nếu trích đến sử dụng đánh bridge như nào nó đều hướng dẫn hết đằng sau. Qua tản nhiệt anh em thấy nhìn thấy cái bên trong bo mạch đây, anh em thấy nhìn thấy một cái bộ mạch rất là chất lượng đúng không ạ? Anh em thấy nhìn thấy bên trong cái bên mạch này của nó một lần nữa, khá là chất lượng luôn anh em. Hàng chính hãng, công suất lớn mà giá cực kỳ là vừa phải cho anh em, 8.300.000 đồng thôi. Thì sau đây em sẽ test thử chất âm một đoạn để cho anh em nghe được cái chất âm. Em sẽ đánh trực tiếp nhạc và đẩy, và đẩy sẽ phát ra loa cho anh em để anh em nghe được chất âm của nó như thế nào. Rất là sáng và sạch sẽ. Cúp đẩy này thì chạy rất là bền bỉ cho tất cả anh em, bảo hành cho anh em 12 tháng. Lỗi sẽ được đổi mới trong 1 tháng đầu anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em. Bây giờ thì sẽ mời tất cả anh em cùng đeo tai nghe. Bên em sẽ test thử một đoạn nhạc để anh em cùng nghe được cái chất âm sáng và sạch sẽ của những dòng cục đẩy này. Em cùng tham khảo những sản phẩm cục đẩy 4 kênh bên em rất là chất lượng anh em nhé. Cục đẩy hôm nay muốn giới thiệu tới tất cả anh em đó là cục đẩy LX F7409. Lưu ý với anh em, tất cả hàng này là hàng chính hãng, và anh em có thể cào mã vạch, anh em có thể nhắn tin tới để check các sản phẩm anh em nhé. Hàng chính hãng đều có mã tem bảo hành hết cho anh em, tem chống hàng giả đầy đủ hết cho anh em nhé. Anh em có thể quét cào ra và nhắn tin để lấy mã bảo hành anh em nhé, bảo hành điện tử luôn cho anh em rồi. Sản phẩm thì cũng giới thiệu tới anh em cũng khá là nhiều rồi, và đi vào các phòng hát karaoke gia đình của anh em thì không phải là ít. Hình thức bên ngoài thì nó rất là đẹp, và chất âm của nó cho ra thì rất là sáng và sạch sẽ. Hiện tại em đang test chất âm trực tiếp, đó là nhạc trực tiếp sẽ vào cục đẩy và từ đẩy sẽ phát ra loa. Loa đây sẽ sử dụng đó là loa JBL KP4012 hàng bass 30 từ 109.76 và check là check neo anh em nhá. Anh em có thể nghe thấy tiếng bát, tiếng check đánh rất là sáng và rất là sạch sẽ. Bát đánh thì rất là lực. Đi sâu vào bên trong nội thất thì em cũng có mở một con ra để cho anh em cùng xem và đánh giá cái nội thất này nó như thế nào. Đầu tiên trước khi vào thì anh em có thể nhìn thấy một cái bán kính nguồn rất lớn. Nguồn này size đường kính 21cm anh em nhé. Và bao cho anh em đó là 100% là nguồn đồng, 100% nguồn đồng, và size là size 21cm đường kính, rất là to đúng không ạ? Tụ đây sẽ sử dụng đó là 16 tụ lòng nguồn. Anh em có thể nhìn thấy tụ 80V và 15.000mi, 80V và 15.000mi. Các đường dây dẫn của nó thì anh em có thể nhìn thấy dây dẫn được buộc rất là gọn gàng và rất là chỉnh chu đúng không ạ? Đấy, anh em có nhìn thấy các dây dẫn đều buộc rất là gọn gàng. Thiết kế hai mạch tụ ở hai bên để cho các kênh để anh em có thể đánh. Đi về sau này nó sẽ là phần công suất và phần xử lý tiếng. Một cái tản nhiệt này, một cái tản nhiệt và dơ le bảo vệ, và các cái cầu chì sẽ là cầu chì bột anh em nhé, cầu chì bột. Và sò đây nó sử dụng rất là ít sò rồi, 16 sò cho một vế
trên và 16 xo cho một vê dưới. Tổng con này 4 kênh chỉ cho ra 32 xo. Nhưng công suất của nó cho ra nó là 800 đến 900W cho một kênh. Đó là công suất chuẩn để anh em có thể phối ghép với các loa rất là dễ dàng. Anh em có thể dùng cho gia đình hoặc là đấy đánh sâu thì một kênh anh em có thể đánh được một cặp bát 30 array, hoặc trong gia đình anh em cũng có thể đánh được một cặp bát 30. Và một kênh của nó có thể kéo được một chiếc súp đơn 50 từ 220 côn 100 anh em nhé. Công suất rất lớn và tiếng rất là sáng với tất cả anh em. Sử dụng đó là các mạch IC dán. Thì những mạch IC dán thì anh em có thể nhìn dưới chân các con chở con tụ, nó đều có ký hiệu hết anh em nhé. Đấy, đều có ký hiệu hết. Các con tụ con chở đều có ký hiệu hết. Và các dây dẫn này đều được bắn những lớp keo để chống bị lung lay khi vận chuyển anh em này. Rất là xịn sò luôn. Lớp keo của nó bắn cũng rất là gọn gàng rồi anh em nhé. Đấy. Cầu chì sử dụng đây tất cả nó là cầu chì bột. Keo bắn rất gọn gàng đúng không ạ? Anh em nhìn thấy không bị lẩm chẩm, không bị nhăn nhát đâu anh em nhé. Hàng chuẩn, hàng chất lượng, hàng chính hãng, nó khác hẳn so với những hàng anh em mua ngoài. Đấy. Đây nó sẽ sử dụng đó là hai vế cho hai tầng anh em nhé. Ở bên này nó sẽ là một vỉ bên trên và dưới này nó cũng có một vỉ. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy. Các cái đường mối lối dây dẫn rất là đẹp và rất là gọn gàng đúng không ạ? Về mặt đằng sau của nó thì cũng có giới thiệu tới tất cả anh em để anh em có thể thấy được. Đằng sau của nó thì sử dụng đầu vào tất cả nó sẽ bằng các cái rắc Canon. Input 1, 2, 3, 4, tất cả đường vào bằng Canon. Và có các cầu gạt đó là Bridge, Spell và Paranel. Có các độ nhạy đầu vào, sensitivity 0.77, 1V và 1.44V để cho anh em có thể kết nối. Đầu ra con này thì nó hỗ trợ tất cả bằng rắc lưu trích, 4 rắc lưu trích đầu ra anh em nhé. 1, 2, 3, 4. Đấy, nó có hướng dẫn hết cho anh em này. 1 cộng, 2 cộng hay là 1 cộng 2 trừ đây này. 1 cộng 1 trừ, đó là CS1 này. 2 cộng 2 trừ, không sử dụng, nó là low anh em nhé. Low nó không sử dụng. Đấy. Và bridge thì anh em sử dụng đó là 1 cộng và 2 cộng. CS1 cộng thì anh em đánh là out cộng đấy, là cổng dương đấy ạ. Và 2 cộng nó sẽ là cổng trừ anh em nhé. Đấy. Đều ký hiệu hết cho anh em. Đều ký hiệu hết cho anh em để anh em có thể sử dụng. Với những sản phẩm này thì hiện tại bên em đang bán đó là 8.300.000 đồng, bao ship cho tất cả anh em. Anh em thì như anh em cũng đã biết, như cục đẩy 4 kênh, hàng chính hãng, lưới Aquatic 9004XS, tất cả đều sản phẩm chính hãng và anh em có thể quét mã vạch để được bảo hành điện tử anh em nhé. Giá của nó thì cũng công khai tới tất cả anh em, 8.300.000 đồng, bao ship. Và công suất của nó đưa ra trên một kênh đó là 900W trên một kênh. Lưu ý với anh em đó là công suất chuẩn, công suất thực ở chế độ 8 ohm anh em nhé, 900W trên một kênh. Và anh em cũng đã biết được bên em cũng đã mở nội thất cho anh em cùng thấy những cái nội thất rất là chất lượng và linh kiện đều là linh kiện chính hãng và rất là xịn sò anh em nhé. Thì với 900W này thì anh em có thể đánh được những loa gì và đánh như thế nào thì hôm nay em sẽ test thử công lực của những cục đẩy LX904 này. Thì với những cục đẩy này thì anh em có thể đánh được một kênh. Một kênh anh em nhé, có thể đánh được một đôi bát 40 từ 190 coi 76. Hoặc là một kênh anh em có thể đánh được một cặp bát 30 từ 220 côn 100. Rất dư giả công suất cho anh em. Hoặc một kênh anh em có thể đánh súp đơn 50 từ 22 côn 100. Hoặc chập bridge vào. Chập bridge anh em nhé, anh em có thể đánh được súp kép từ 220 côn 100. Bên em đã đánh được rất nhiều các thể loại đấy rồi. Đã thử rất nhiều công trình lắp đặt rồi nên anh em yên tâm và anh em sử dụng. Hai kênh có thể chập súp kép, có thể đánh được súp kép anh em nhé. Chập bridge đánh súp kép này. Một kênh có thể đánh được một quả súp đơn 50 từ 220 côn 100. Hoặc một cặp bát 40 từ 190 côn 76. Hoặc một cặp bát 30 từ 220 côn 100. Anh em có thể thấy được cái chất lượng của những cục đẩy này và công lực của nó khỏe như nào anh em nhé. Thì hôm nay ở đây em có test đó là với những cặp loa bát 40 lấy TVK15 sử dụng bát 40 từ 190 coi 76 và check là check 750. Và cùng cho anh em xem cái sự đấu dây của bên em. Anh em có thể thấy đây sẽ là một cái dây, dây tín hiệu đầu vào anh em nhé. Dây tín hiệu đầu vào kia, anh em có thể nhìn thấy đó là một dây loa. Và bên em sẽ lối đến một loa này và sẽ link từ loa bên này sang loa bên kia anh em nhé. Link loa thì anh em có thể nhìn thấy đó là một sợi dây này.
và nhạc vào, tín hiệu dây loa vào, sẽ là dây này anh em nhé. Trực quan trực tiếp cho anh em để anh em thấy được là bên em sẽ link loa từ loa này sang loa kia anh em nhé, để anh em thấy được cái công lực của những cặp loa này và những cục đẩy. Và tín hiệu nhạc thì anh em có thể nhìn thấy đang sử dụng có một kênh và một dây này đang bỏ thừa anh em nhé, một dây đang bỏ thừa và đánh chỉ một kênh A, và từ kênh A sẽ đấu ra loa và linh loa anh em nhé. Chạy quả rất man máy cho anh em, chạy rất là man máy đấy, anh em có thể nhìn thấy đây đấy, trực quan trực tiếp cho anh em, tất cả anh em một kênh anh em nhé, sử dụng một kênh này. Anh em có thể thấy đèn nháy và kênh A không đèn nháy này, kênh ba cũng không có đèn nháy này, kênh 4 không có đèn nháy anh em nhé, chỉ sử dụng đó là một kênh một thôi, một kênh đánh một cặp bát 40 từ 190 qua 76. Thử công lực cho tất cả anh em để anh em có thể thấy được cái độ khủng khiếp và bạo lực của những cục đẩy này của bên em, rất là chất lượng tới tất cả anh em nhé, rất là chất lượng. Và sẽ thử bằng những bản nhạc remix để anh em tạo áp lực cho nó, tạo áp lực tiếng bass cho nó để anh em thấy được cái chất lượng của anh như nào. Mời anh em cùng đeo tai nghe, bên em sẽ thử anh em nhé. Một kênh đánh một cặp bass 30, à một cặp bass 40. Một kênh đánh một cặp, anh em có thể nhìn thấy bắt đầu lên nhạc, đèn bắt đầu nháy mạnh rồi anh em nhá, tạo áp lực cho anh em để anh em có thể thấy tiếng bát nó đánh rất là lực và tiếng check nó đánh sáng tiếng anh em nhá, anh em có thể để nhìn nghe tiếng bát nó không bị vỡ tiếng mà tiếng bát nó rất là tròn đầy. Lực. Và bên em đã thử rồi anh em nhé, đã thử những công trình karaoke gia đình là bên em sẽ lắp đặt đó là hai kênh CD sẽ đánh cho chiếc súp kép anh em nhé, hai kênh CD sẽ đánh cho súp kép 50 từ 220 lấy TV kép 218 này của bên em rồi, đã từng lắp đặt cho tất cả anh em rồi, đánh rất bạo lực và mắt máy luôn anh em nhé, từ 220 100. Với cục đẩy này chỉ với giá nó là 8.300.000 đồng, bao ship toàn quốc tới tất cả anh em, và nó là hàng chính hãng nên anh em yên tâm và sử dụng, tất cả đều sử dụng, nó là linh kiện chính hãng và chạy mạch class H. Sò của nó sẽ sử dụng sò đó là sò NJWK tiếng sáng, và nguồn của nó rất lớn anh em nhé, nguồn sẽ là nguồn 3 nguồn đồng và rất lớn. Nguồn của nó thì bán kính đường kính tầm khoảng 20 đến 21 cm, rất là lớn cho anh em, và nó là nguồn đồng. Sử dụng đó là 16 tung và 64 sò NJWK để anh em có thể biết được. Để xem về cái nội thất của những cục đẩy lưới 9004 này thì anh em có thể gõ lưới 9004XS Xuân Tuấn Audio là anh em có thể xem được cái video bên em đã mở nội thất và cho anh em thấy được cái linh kiện bên trong nó xịn sò và đáng tiền như thế nào anh em nhé. Tất cả đều hàng chính hãng nên anh em yên tâm mà sử dụng. Với những con đẩy này thì anh em có thể nhìn thấy mặt đằng sau của nó thì nó đều hỗ trợ đó là rắc gài hoặc là rắc Newtrick để anh em có thể sử dụng. Và đầu vào thì có đầu input và đều có cổng linh ra anh em nhé. Có độ nhạy đầu vào, CCDVT và các cái cầu đánh stel, panel và bridge để anh em có thể sử dụng. Sử dụng đó là 4 quạt tản nhiệt anh em nhé. 4 quạt tản nhiệt thì nó rất là mát máy cho tất cả anh em. Thì hôm nay em có thử trực tiếp cho anh em thấy được cái công lực của những cục đẩy 9004 này của bên em. Một kênh có thể đánh được một cặp bát 40 từ 190 qua 76, rất là nhẹ nhàng và rất là man máy anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số lại bên dưới anh em... Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để giới thiệu tới tất cả các anh em những mẫu loa bát 30, bát 40 hiện tại bên em đang phân phối và giới thiệu tới tất cả các anh em. Thì lưu ý với tất cả anh em, những sản phẩm này nó sẽ có những sản phẩm hàng chính hãng và có những sản phẩm nó là hàng loại 1 của China. Thì em sẽ giới thiệu cụ thể cho tất cả các anh em mẫu sản phẩm chính hãng và mẫu những sản phẩm đó là hàng loại 1 của China để anh em có thể lựa chọn phù hợp cho phòng karaoke gia đình anh em nhé. Thì đầu tiên đó là những mẫu loa bát 30. Ở đây thì hiện tại bên em có 4 mẫu loa bát 30, lấy V12, lấy KT12,
JBL KP4012 và đằng sau kia nữa nó sẽ là một đôi loa lợi ích TVK12. Thì đi vào những dòng sản phẩm loa từ đắt, từ rẻ tới đắt và từ thấp tới cao, em sẽ giới thiệu tới tất cả các bác. Đầu tiên đó là những đôi lợi ích V12. Những đôi này em sẽ báo giá tới tất cả anh em, đó là 8 triệu đồng. Sử dụng những lớp sơn sần cát rất chất lượng. Anh em có thể nhìn thấy tất cả đều là hàng nhập nguyên con, và nó là hàng chính hãng anh em nhé. Hàng chính hãng giá rẻ cho tất cả các anh em, để anh em có thể phù hợp và lựa chọn. Sử dụng bát 30 từ 170 và check sẽ là check 450 anh em nhé. Sử dụng anh em có thể nhìn thấy thùng vát này. Những mẫu loa này thì có thể đặt làm monitor đều được anh em nhé. Làm monitor rất tốt và lời của nó rất hay. Anh em có thể nhìn thấy sơn sần cát một mẫu loa. Và bên dưới nó sẽ là những cái mặt đằng sau. Anh em có thể nhìn thấy V12 trở kháng 8 ohm, công suất 400W và độ nhạy đó là 101 dB. Độ nhạy rất cao anh em nhé. Tần số đáp ứng từ 40 đến 20kHz. Sử dụng hai giắc lưu trích. Và như anh em cũng có thể thấy, ở dưới này nó sẽ có những cái chân cao su để dưới đất anh em nhé. Rất là gọn gàng và rất là đẹp. Sử dụng đó là lỗ thông hơi mặt đằng trước anh em nhé. Lỗ thông hơi mặt đằng trước. Và sử dụng bát 30 từ 170 xếp 450. Anh em có thể thấy ê căng. Những đôi loa này thì bên em cũng bán khá là nhiều, bởi vì giá của nó cực kỳ tốt tới tất cả anh em. Chỉ 8 triệu đồng một cặp thôi. Lớp sơn sần cát, hàng nhập nguyên con. Anh em có thể thấy chất âm thì anh em có thể thấy bên em test rất nhiều rồi. Hôm nay chỉ giới thiệu tới anh em những mẫu loa để anh em có thể phù hợp và tham khảo những mẫu loa này để anh em có thể chơi. Chơi trong phòng diện tích, những đôi loa này anh em có thể chơi trong phòng từ 20 đến 30m2 anh em nhé. Và công suất tối thiểu để anh em có thể đánh được những cặp loa này đó là từ 400 đến 500W anh em nhé. Bởi vì sao 400W cũng có thể đánh được? Bởi vì độ nhạy của nó rất lớn anh em nhé. Độ nhạy 101 dB. Anh em có thể sử dụng những cục đẩy 400W đánh là rất là căng rồi. Lưu ý với anh em, cục đẩy 400W đó là công suất chuẩn thì nó mới đánh được anh em nhé. Công suất chuẩn thì nó mới đánh ok được. Và những mẫu loa tiếp theo giá cao hơn đó là những đôi JBL KP4012 bát 30 từ 190 và check sẽ là check neo anh em nhé. Sản phẩm này nó sẽ sử dụng đó là hai lỗ thông hơi mà đằng sau và nó là hàng loại 1 của China anh em nhé. Hàng loại 1 của China. JBL KP4012 series KP4000 anh em nhé. Made in China, trở kháng 8 ohm và hai rắc níu trích đầu ra đầu vào cho nó này. Anh em có thể sử dụng những rác này có thể linh ra những loa khác đều được anh em nhé. JBL KP4012 với giá 8 triệu 500 nghìn đồng một cặp. Hàng loại 1 anh em nhé. Hàng loại 1. Sử dụng lớp sơn này. Và trên này nó sẽ có hai cái ốc để anh em có thể bắt vào giá. Hai ốc này để anh em có thể bắt vào giá để anh em có thể treo tường. Bên cạnh này cũng có thể bắt được anh em nhé. Anh em có thể treo ngang hoặc treo đứng đều được. Lưu ý với anh em, hàng loại 1 nhưng đều nhập Chile hết anh em nhé. Hàng loại 1 Chile. Chất lượng thì cực kỳ tốt. Bên em có vào phòng những đôi loa này rất nhiều rồi. Anh em có thể biết được những đôi loa này bên em bán cũng khá là chạy. Bởi vì được cái mác JBL, được rất nhiều người anh em đã tin dùng. Check neo thì sáng, bát 30 từ 190, đánh bát cũng khá là lực. Và tiếp theo những mẫu loa cao cấp hơn đó là lợi ích KT12. Cũng sử dụng đó là những lớp sơn sần cát hết anh em nhé. Sơn sần cát. Và cũng có ốc để anh em có thể tháo và bắt treo tường, treo đứng hoặc treo ngang đều được. Những đôi loa này thì sẽ sử dụng đó là đồng bộ bát check neo anh em nhé. Bát 30 từ neo và check cũng là check neo đầy đủ hết cho anh em. Cũng là hai lỗ thông hơi mà đằng sau. Lỗ thông hơi mà đằng sau. Anh em có thể nhìn thấy. Và nó là hàng chính hãng anh em nhé. KT12 trở kháng 8 ohm, 400W công suất và 101 dB. Cũng như những dòng V12 thì anh em cũng có thể sử dụng đó là cục đẩy 400-500W. Tối thiểu là anh em có thể đánh được. Công suất chuẩn là sẽ đánh được anh em nhé. Hàng nhập nguyên con, lưới acoustic. Và nó là hàng chính hãng anh em nhé. Lưu ý với anh em, hàng chính hãng. Những đôi loa này thì cũng vào phòng rất nhiều rồi. Bởi vì từ neo, check neo cũng được rất nhiều anh em lựa chọn. Cái thứ nhất là nhẹ và đánh bát rất là lực và tính check rất là sáng anh em nhé. Bát neo, check neo. Nếu những dòng này anh em có điều kiện ghép thêm súp thì rất là tuyệt vời.
ghé thêm những chiếc súp điện hoặc là súp hơi, có điều kiện anh em đánh súp hơi là ok nhất anh em nhé. Mẫu loa này với giá nó là 10 triệu đồng một cặp, và cao hơn nữa thì em có những đôi loa LXTVK12, con này thì nó sẽ cao cấp hơn, giá 12.500.000 đồng một cặp, và cũng sử dụng đó những lớp sơn sần cát thùng vát anh em nhé, thùng vát. Và cùng cho anh em TVK12 trở kháng 8 ohm, con này thì nó sẽ có công suất max của nó sẽ là 1.600W anh em nhé, còn đâu nó chạy bình thường sẽ ở 400W đến 800W, độ nhạy của con này thì đến 98 dB rồi, tần số đáp ứng 52Hz đến 20kHz. Con này thì sẽ có công suất RMS max cho anh em. Đánh con này thì cực phê, vì công suất của nó cực kỳ lớn. Những dòng này thì khuyên anh em sử dụng những cục công suất tầm khoảng tối thiểu 600W đổ lên để anh em có thể chơi. Còn để đánh được chất âm cao nhất, mắc nhất của nó thì anh em phải dùng những cục đẩy công suất lớn để anh em có thể chơi được. Lấy TVK12 bạn 30 anh em nhé, từ 190 check 450, và sử dụng đó là từ thường hết anh em nhé, từ thường, bát từ thường và chẵn là từ thường. Sử dụng tất cả đều sử dụng sơn sần cát thì anh em có thể nhìn thấy những lớp sơn hàng nhập, và đằng sau nó sẽ có một cái tay sách này để cho anh em có thể di chuyển những cặp loa này dễ hơn. Đấy, rất chắc chắn anh em nhé. Lấy TVK12, và cùng với những dòng LX TVK12 này, giá thì nó sẽ là 12.500.000, và cao hơn thì nó sẽ có mẫu loa bát 40 LX TVK15 anh em nhé. LX TVK15, đôi loa này thì cũng được anh em lựa chọn cũng rất nhiều rồi. Hôm trước thì em cũng có test một cặp loa cho bác khách ở trong Tây Nguyên, Lâm Đồng nhỉ. TVK15 bát 40 anh em nhé, bát 40, sử dụng bát 40 từ 190 coi 76, check là check 750, đều sử dụng bát từ thường và check là từ thường anh em nhé. Và nó cũng sử dụng đó là những lớp sơn sần cát, những sơn sần cát. Và anh em có thể nhìn thấy mẫu loa này là mẫu loa của phiên bản TVK12 sử dụng bát 40 anh em nhé, nhưng nó sẽ sử dụng bát 40. Lấy TVK thì sẽ có TVK12 bát 30 và TVK15 bát 40. Con này thì cũng thuộc dòng gọi là rất là chất lượng tới tất cả anh em. Tại vì sao? Nó sẽ chia ra công suất cho anh em 600, 1.800W, spec 1.800W anh em nhé. Công suất rất lớn, RMS rất lớn, độ nhạy 100 dB, tần số 50 đến 20 kHz anh em nhé. Và nó sẽ là hàng chính hãng để cho anh em có thể lựa chọn bát 40 với giá đó là 14.500.000 đồng một cặp. Anh em có thể nhìn thấy những hàng nhập nguyên con, anh em có thể nhìn thấy những chất lượng của nó như thế nào. Cho anh em nhìn thấy chất lượng, sẽ sử dụng đó là hai tay sách hai bên để cho anh em có thể di chuyển rất dễ dàng, và sẽ có một cái tay sách đằng sau nữa, một cái tay sách đằng sau. Đấy, hai tay sách hai bên anh em có thể di chuyển rất dễ dàng, và sẽ có một cái tay nắm này để di chuyển những cặp loa này, và đều có chân đế hết anh em nhé. Đôi loa này sẽ có chân đế bằng cao su để cho anh em có thể đặt mà không bị xước những cái lớp sơn dưới này. Những lớp sơn dưới này thì anh em có thể nhìn thấy rất là bền bỉ và rất là đẹp, đúng không ạ? Thì hôm nay sẽ làm một cái video ngắn giới thiệu qua tới tất cả anh em những dòng loa bát 30, bát 40 hiện tại bên em đang giới thiệu và đang phân phối tới tất cả anh em để anh em có thể lựa chọn. Thì em xin báo giá lại tới tất cả anh em, LXV12 giá thấp nhất, hàng bình dân tới tất cả anh em 8 triệu đồng một cặp, JBL KP4012 8.500.000 một cặp, KT12 sử dụng bát neo check neo với giá 10 triệu đồng một cặp, TVK12 sử dụng bát 30 đều từ thường hết anh em nhé, chuyên dòng cao cấp cho tất cả anh em 12.500.000 một cặp, và bát 40 TVK15 với giá 14.500.000 đồng một cặp. Tất cả ở đây thì anh em có thể thấy đó là 4 mẫu loa sẽ là hàng LX Acoustic, và nó là hàng chính hãng, nhập khẩu chính hãng để cho anh em có thể sử dụng. Và những đôi loa JBL KP4012 này, nó sẽ là hàng loại 1 của China anh em nhé, hàng loại 1 của China. Giới thiệu rất là rõ ràng tới tất cả anh em rồi, hàng nào chính hãng và hàng nào là hàng loại 1, để cho anh em có thể lựa chọn phù hợp với tất cả anh em, từ cao cấp rồi đến bình dân tới tất cả anh em thôi. Thì chào tất cả anh em có nhu cầu mua hàng hoặc là nghe những mẫu loa thử này, bên em đã test thử cho tất cả anh em rất nhiều rồi, vào phòng hát karaoke gia đình rất nhiều anh em lựa chọn những mẫu loa này của bên em, bán cũng rất cực kỳ là chạy.
loa JBL KP4012. Lưu ý với anh em, tất cả ở đây đó là hàng nhập Chila anh em nhé. Tất cả ở đây hàng nhập Chila. Và hôm nay có hàng về thì bên em cũng bóc và sẽ mở cho anh em xem lại cái nội thất của những sản phẩm loa JBL này. Những sản phẩm này thì được rất nhiều anh em đã tin dùng và anh em ưa thích. Đầu tiên đó là mẫu mã của nó sẽ là hàng JBL. Cái thứ hai, nó là hàng nhập và chất lượng của nó và chất âm của nó cho ra thì cực kỳ là hay rồi. Anh em có thể xem rất nhiều các công trình bên em lắp đặt ở những sản phẩm loa JBL KP4012 này rồi. Tiếng check rất là lẩy và tiếng bass đánh rất là lực anh em nhé. Lời ca của những dòng này khi anh em ghép với vang thì nó rất là hay rồi, rất là tí tách. Rất nhiều công trình em đã sử dụng những loa JBL này rồi. Thì hôm nay có hàng về thì tiếp tục lại giới thiệu lại tới tất cả anh em. Thì cũng không phải bàn cãi nhiều. Giá thì em báo luôn tới tất cả anh em đó là 8.500.000 đồng một cặp. Giá trên là chưa gộp phí ship anh em nhé, giá lên tại cửa hàng. Và anh em có thể nhìn qua cái bên ngoài này của nó. Nó sẽ có hai cái ốc này để anh em bắt vào giá treo loa, để anh em có thể treo tường này. Lớp sơn của nó thì cực kỳ đẹp anh em nhé, sơn cực kỳ đẹp. Anh em có thể nhìn thấy lớp sơn hàng nhập nên là lớp sơn nó rất là khác bọt anh em nhé. Và trên này thì nó cũng có các cái ốc để anh em có thể bắt với các giá treo loa, để treo loa anh em nhé. Anh em có thể treo đứng lên hoặc anh em có thể bắt vào hai cái ốc rìa để anh em treo ngang. Những sản phẩm này thì nó sẽ có lỗ thông hơi vào đằng sau. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đây là các lỗ thông hơi đằng sau. Và anh em cùng nhìn KP4012 series đó là KP4000 anh em nhé. Made in China, trực kháng 8 ohm. Và anh em có thể nhìn thấy các cái ốc để bắt các cái rắc lưu trích này. Anh em có thể nhìn thấy đều có ốc bắt anh em nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Và các ốc bắt tấm ngoài này. Đấy. Hàng nhập đó là chất lượng nó khác bọt hẳn luôn cho anh em. JBL. Lưu ý với anh em sản phẩm này đó là sản phẩm hàng loại 1 của Chila anh em nhé. Giá rất tốt cho anh em. 8.500.000. Mà chất âm cực kỳ hay anh em nhé. Đấy. Thì anh em có thể nhìn thấy đây có một đôi em đã bóc trước cho anh em rồi. Để anh em có thể tham khảo được những dòng loa này của bên em. JBL anh em nhé. Cùng mở cho anh em xem cái bên trong này. Đây là củ bát và bên đây sẽ là check của nó anh em nhé. Củ bát của check. Thì sử dụng bát của nó sẽ sử dụng đó là bát 30. Gân vải 3 lớp anh em nhé. Gân vải 3 lớp anh em có thể nhìn thấy. Hàng nhập anh em nhìn cái lón loa này. Các cái vành này của nó này. Đều được có hết tất cả các cái miếng dán chống sốc cho anh em này. Bên ngoài này của nó sẽ là gang anh em nhé. Chất lượng ạ. Và củ check của nó anh em có thể nhìn thấy họng check kẹp. Đến các cái họng check này anh em có thể nhìn thấy nó cũng rất là đẹp. Và nó không có một tí sai sót nào làm trong những cái họng kèn này. Anh em có thể nhìn thấy. Đầu tiên thì sẽ mở củ bát để cho anh em xem cái bên trong củ bát của nó. Củ bát và củ check là những cái mà anh em rất muốn xem đúng không ạ? Củ bát và củ check đúng không ạ? Và đây là củ bát của nó anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy các đường từ này của nó này. Được cắt rất là đẹp đúng không ạ? Anh em có thể nhìn thấy. Cho anh em xoay vòng cho anh em xem các đường từ này của nó. Đấy. Hàng xịn, hàng nhập nên anh em yên tâm. Để các đường keo bắn giữa bích từ và các cái từ này anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy các lớp keo này mà bắn. Rất là đẹp đẽ và không có hiện tượng sai sót gì anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy. Đấy, sản phẩm rất chất lượng từ tất cả anh em JBL. Và anh em có thể nhìn thấy các cầu chạm loa. Cầu chạm loa. Và bên trong này nó sẽ là các cái nhện này. Đấy, nhện loa. Sử dụng ở đây đó là từ 190 anh em nhé. Từ 190 lên tiếng bát đánh sẽ rất lực. Và check của nó sẽ là check neo. Check neo thì tiếng check nó sẽ phóng xa và rất là hay, tí tách cho anh em. Còn bát từ 190 thì nó đánh tiếng bát ra rất khỏe. Xương anh em thì nhìn thấy xem. Xương gang anh em nhé, gang đúc. Và dưới các cái vành loa này anh em có thể nhìn thấy nó đều được một lớp cao su này để bắt ốc chống sốc cho anh em tất cả anh em. Đấy. Và tiếp theo anh em sẽ cùng chiêm ngưỡng một cái củ check. Củ check này thì nó dây này anh em nhìn thấy này, dây từ phân tần ra này. Check này sẽ sử dụng check neo anh em nhé, check neo. Anh em có thể nhìn thấy củ check rất nhỏ gọn đúng không ạ? Nhưng đường từ của nó thì rất là mạnh.
Và anh em có thể nhìn thấy các ốc bắt giữa họng kèn và check này, anh em có thể nhìn thấy này. Anh em có thể nhìn thấy con ốc này bằng ốc rất là hiện đại luôn anh em nhé, chứ không phải là một số hàng gắn vào đâu ạ. Đấy. Nó chi tiết đến từng sản phẩm một, từng chỗ một anh em nhé. Check neo, thùng vách anh em có thể nhìn thấy. Check neo thì tiếng check phóng sẽ rất xa rồi và cực kỳ hay và lẩy. Nhớ anh em đang thắc mắc về phân tần đúng không ạ, thì cùng cho anh em xem phân tần. Đầu tiên thì anh em sẽ nhìn thấy cái tiêu âm của nó trước, cái tiêu âm ống tiêu âm màu đen anh nhá, và nó đều được bắn rất gọn gàng, dùng các đinh ghim anh em thì nhìn thấy này, dùng các đinh ghim bắn trực tiếp vào thùng đấy. Đây anh em phải nhìn thấy, không thể xé được ra nhé, không thể xé được ra bởi vì nó đều bắn được bắn đinh ghim hết vào thành thùng rồi. Đây là dây ra củ bát này, và đây sẽ là phân tần để kéo ra củ check. Thì anh em có thể nhìn thấy một cái phân tần rất là chất lượng đúng không ạ? Nó to đến gần cả bằng bàn tay của em này, anh em nhìn thấy to gần bằng bàn tay. Và lưu ý với anh em, có cái chống cháy check anh em nhé, có chống cháy check này, có bóng đèn cho anh em. Và anh em có thể nhìn thấy đó, ở đây nó sẽ là KP4010 này, 4012 này, 4015, phân tần của 4012 anh em nhé. Đấy, phân tần của KP hàng 4000 ấy, mã KP4000. Các cuộn cảm, các quan trở, anh em thể nhìn thấy phân tần rất gấu anh em nhá, rất lớn, được anh em có thể nhìn thấy này, phân tần của nó bắt vào thành thùng cũng rất là chất lượng rồi, cũng rất là gọn gàng và tỉ mỉ đến từng chi tiết một anh em nhé. Đây là cọc chạm loa, cọc loa để anh em có thể dùng các chân loa để anh em có thể bắt vào thùng anh em nhé. Đến các cái khoan này để bắt ra các dây anh em thì nhìn thấy này. Đấy, các lỗ này nó rất là chi tiết, rất là đẹp đúng không ạ? Củ bát anh em nhìn, củ bát đấy, anh em có thể nhìn thấy coi bên trong nhá, coi bên trong đấy. Anh em có thể nhìn thấy dây coi anh em nhá. Thì đối với những sản phẩm hàng nhập này thì em cũng báo giá lại tới tất cả anh em 8.500.000 đồng một cặp, một đôi chưa gồm phí ship anh em nhé. Có hàng về thì hôm nay cũng giới thiệu báo cáo tới tất cả các bác, thì bác nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các video bên em. Hàng nhập rất là xịn sò và chất âm thì cực kỳ là hay tới tất cả anh em rồi. Anh em có thể vào trong kênh của em để anh em xem các video, các công trình em setup đối với những dòng loa JBL này rồi. Thì em đã tháo thử cái nội thất, cái củ bát, củ check và cái phân tần để anh em có thể chiêm ngưỡng những cặp loa JBL KP4012 hàng nhập nguyên con anh em nhé. Thì hôm nay bên em sẽ làm một cái video clip test lại cái chất âm của những dòng loa JBL này tới tất cả anh em. Thì đối với những dòng loa này em sẽ test hai chế độ nhạc, đó là một chế độ nhạc trẻ, nhạc remix và một cái nhạc vàng bolero để anh em có thể nghe được tiếng bass và tiếng check của nó rất là rõ ràng và tí tách. Thì forget vào đây để thử đôi loa thì em chỉ sử dụng đó là cục đẩy LX LA650, một cục đẩy 2 kênh với công suất đó là 600W trên một kênh. 600W thì đánh với một cặp loa JBL KP4012 này với công suất là 350W thì nó rất là dư giả rồi anh em nhé. Đánh với đẩy thì anh em phải sử dụng đó là công suất dư để đánh cho tiếng bát và tiếng chép nó sẽ chắc gọn hơn, rất là tí tách. Và bây giờ sẽ thử đầu tiên đó là chế độ nhạc remix, remix để cho anh em có thể nghe thấy. Sử dụng đẩy ra 650 anh em nhá, phát trực tiếp thôi, không qua thiết bị xử lý vang lọc lợn, mà đánh mỗi đẩy ra loa thôi anh em nhá. Anh em cùng đeo tai nghe để thưởng thức chứ đâu. Sử dụng từ 190 qua 76, tiếng bát đánh rất lực anh em nhé, check để check leo, bây giờ tiếng rất sáng, anh em có thể nghe. Tiếng bát đánh rất
là chắc gọn anh em nhá, rất là chắc gọn đối với những tiếng bass của dòng loa CVL này. Và sau đây em sẽ thử cho anh em nghe, đó là những bản nhạc van, nhạc remix để anh em có thể nghe. Và sẽ chuyển sang nhạc bolero anh em nhá, để anh em nghe được cái tiếng check của nó. Tiếng nó sẽ rất sáng và nó rất là bay xa anh em nhé, rất là sáng và bay xa, sử dụng mỗi cục đẩy đánh thôi. Đấy, anh em có thể nhìn qua cặp loa, lớp sơn rất đẹp anh em nhé, lớp sơn rất đẹp, hàng nhập nguyên con mà anh em, anh em có thể nhìn thấy căng. Và sang bên này em đã tháo một cái căng ra để anh em ở đấy, chắc leo anh em nhé, chắc leo, chắc leo, bát 30 gân vải 3 lớp. Thì với những dòng loa karaoke này thì anh em có thể sử dụng trong phòng diện tích tầm khoảng 20 đến 30 mét vuông anh em nhé, diện tích 20 đến 30 mét vuông cho anh em để anh em có thể chơi. Sơn rất đẹp luôn anh em, hàng nhập nguyên con, chỉ 8.500.000 đồng một cặp loa thôi, anh em có thể sở hữu được những cặp loa cực kỳ là ngon và chất lượng, mà không phải đi tìm những đâu những đôi loa đâu xa. Thử lại một đoạn remix nữa cho để anh em có thể nghe thấy. Thế anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để những thông báo mới nhất về các video bên em. Giá thì xin báo lại tới tất cả anh em, 8.500.000 đồng một cặp. Người yêu tim ơi, sao không chờ không đợi, vội vàng chỉ lắm em ơi. Xin chào tất cả các anh em. Thì như hôm trước bên em đã có những video mở nội thất, test thử những bản nhạc vàng và những bản nhạc remix đối với những dòng loa JBL KP4012 này. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục lên một cái clip để hát thử trên những đôi loa JBL KP4012 này để anh em có thể thẩm âm. Đánh trên mọi thể nhạc đều được anh em nhé, mọi thể loại đều có thể đánh rất tốt. Nhạc vàng nghe rất tí tách do sử dụng check neo. Nhạc trẻ, nhạc remix đánh cũng rất tốt. Tiếng bass đánh cũng rất lực do sử dụng từ 190 coi 76 anh em nhé. Và với sự thể hiện của nó với những bản KK thì anh em có thể biết được tiếng check nó sẽ rất là bay. Và giọng mic của mình thì nó phải phụ thuộc vào những con vang. Thì ở đây hôm nay em có sử dụng đó là những con vang của D5, những con vang quá là quen thuộc dưới tất cả anh em rồi. Một bộ mic lấy U705, bộ mic quá là bình dân. Và cục đẩy ở đây em sử dụng đó là cục đẩy Martin MA1300. Chỉ sử dụng hai kênh anh em nhé, chỉ sử dụng hai kênh, đó là kênh 1, kênh 2 để anh em có thể hát KK, và không lắp thêm súp để anh em thấy được cái chất âm trọn vẹn của những đôi loa. Không bổ sung thêm súp anh em nhé, bởi vì có thêm súp thì đánh nó sẽ xuống sâu hơn. Nhưng để cho anh em nghe trực tiếp đối với những dòng loa này thì anh em mới biết được tiếng bass nó đánh lực như thế nào. Chơi trên mọi thể loại nhạc đều được anh em nhé. Anh em có thể thấy KK, nhạc vàng, nhạc trẻ, remix đều đánh được hết. Anh em có thể thấy đây em đang sử dụng đó là jack lưu trích vào loa và không link sang loa khác đâu anh em nhé. Không link sang loa khác thì để anh em biết được là chỉ sử dụng có một đôi loa này để hát và để nghe thôi anh em nhé. Những đôi loa hàng nhập anh em có thể thấy những lớp sơn của nó rất là đẹp đúng không ạ? Và anh em có thể nhìn thấy củ bát của check rồi. Và cái phần tần rất gấu anh em nhé, rất gấu, những lớp bê căng rất đẹp. JBL KP4012, lớp sơn cực kỳ là mê luôn anh em nhé. Sơn hàng nhập nó khác hẳn luôn, hàng nhập nguyên thùng nguyên chiếc, check neo bass 30. Và
lại tiếp tục cho anh em, để cho anh em thấy được cái sự thể hiện của nó trên những bản nhạc trẻ. Em sẽ bật to volume để anh em cùng nghe và thưởng thức, thể hiện trên bản nhạc trẻ anh em nhé, để thấy tiếng bass của anh Lực như thế nào. Chỉ sử dụng hai kênh và không sử dụng sub anh em nhá. Lưu ý với anh em không sử dụng sub để anh em thấy được cái tiếng bass của nó. Quá là ok đúng anh em. Rất là ok đối với những dòng này. Anh em có thể thấy được. Để cho anh em thấy này. Kênh 1 sử dụng loa full này. Kênh 2 sử dụng loa full. Và lưu ý với anh em đây là không sử dụng thêm sub đâu anh em nhá, để anh em có thể thấy được. Rất ok đúng anh em. Hôm nay sẽ lắp thêm vang để nó sẽ hát KK cho anh em được. Anh em có thể thấy sự đa dạng trên những dòng loa JBL này của bên em. Hát được, nghe được, rồi đủ các thể loại nhạc, đã test thử cho anh em. Rất hay đúng không ạ? Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các video bên em. 8,5 triệu cho một cặp loa này khá là rẻ cho tất cả anh em rồi. 8,5 triệu hàng nhập nguyên con anh em chưa? Hàng nhập nguyên quen, nguyên con cho anh em. Bát 30 chiếc neo, chất lượng chưa? Anh em có thể bắt vào các cái giá treo loa để anh em treo tường. Có thể bắt đứng hoặc có thể bắt ngang anh em nhá. Có thể bắt đứng hoặc bắt ngang. Tiếng bát của loa đánh rất là chắc gọn anh em nhá. Tiếng bát đánh rất chắc gọn. Và sau đây mời anh em đeo tai nghe. Bên em sẽ hát thử những bản nhạc bolero để anh em cùng nghe thấy chất âm của những đôi loa này. Vang ở đây bên em thì không can chỉnh nhiều đâu anh em nhá. Không can chỉnh nhiều, sử dụng đẩy micro lấy U705. Mời anh em cùng đeo tai nghe. Có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp anh em nhá. 8,5 triệu một cặp, rất ngon cho tất cả anh em rồi. Chào tất cả anh em ạ. Mời anh em cùng đeo tai nghe. Bên em sẽ hát thử trên những đôi loa JBL KP4012. Hàng bát 30 em nhé. Từ 190 coi 76. Và chép sẽ là chép neo. Hôm trước có giới thiệu tới tất cả anh em rồi ạ. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa, ai ta chung lối nào. Em thương sắc tím bằng lăng, anh hương màu áo trắng, tan trường hoa áo cung tàn. Tình bao la thắm lòng, nhưng chưa một lời yêu, chưa trao công thương. Em mau say bước cùng ngày, vui bên nhau ngày đám cưới, trên đời hoa tuôn cùng trời. Xin chào tất cả các anh em, thì hôm nay em xin giới thiệu tới anh em các dòng mẫu đẩy 4 kênh bên em hiện tại đang phân phối và bán tới tất cả anh em. Thì ít nhưng nó phải chất lượng anh em nhé. Đấy, anh em có thể biết được những dòng sản phẩm bên em bán như thế nào. Những dòng công suất thì tất cả đều là công suất lớn, từ 895W đến công suất cao hơn thì cũng có 1300W để cho anh em có thể đi đánh sự kiện, đi sâu anh em nhé. Còn đánh trong gia đình thì anh em đánh vô tư thoải mái rồi. Cục đẩy đầu tiên muốn giới thiệu tới tất cả anh em đó là cục đẩy Lex F709. Thì đối với những cục đẩy này thì công suất cho ra là từ 800 đến 900W trên một kênh ở chế độ 8 môn. Và con này nó chạy chỉ 32 sò mạch class 2H anh em nhé, 16 tụ lọc nguồn và 32 sò, nhưng công suất nó cho ra rất là lớn, 800 đến 900W trên một kênh. Anh em có thể nhìn thấy cái mặt đằng trước của nó rất là đẹp đúng không ạ? Rất là hợp mố. Rất nhiều anh em thích những cái phong cách, những cái mặt của những sản phẩm cục đẩy này, nhìn nó đẹp, nó sang trọng anh em nhé. Về
chiều sâu của nó thì tất cả những cục đẩy 4 kênh thì chiều sâu nó không thể nào ngắn được để đút vừa tủ được cho anh em. Đấy. Nói rõ luôn cho anh em vậy vì nó là cục đẩy 4 kênh. Công suất rất lớn, 800-900W cho một kênh. Sử dụng đây nó sẽ là 4 cái chiết áp để cho anh em có tinh chỉnh chia đều cho 4 kênh. Và con này nó đầu ra nó sẽ là 4 rắc lưu trích cho anh em. Đầu ra chỉ hỗ trợ lưu trích anh em nhé, không hỗ trợ cầu xoắn cầu gài nữa. Và đầu vào của nó là 4 cái đầu rắc bằng Canon. Con này thì em có rất nhiều video giới thiệu tới anh em rồi. Anh em có F7409 Xuân Tuấn Audio là ra rất nhiều video anh em nhé. Ra video những sản phẩm này bên em giới thiệu tới anh em những công trình lắp đặt và mở cho anh em xem nội thất ở bên trong của nó như thế nào. Cục này hiện tại em đang bán với giá nó là 8 triệu chưa cùng bao ship. Và bao ship sẽ là 8.300.000 đồng anh em nhé. Tùy thuộc vào khoảng cách xa gần mà cái tiền vận chuyển nó có thể ít hoặc nhiều hơn anh em nhé. Giá 8 triệu là giá lấy tại cửa hàng. Tiếp theo cục đẩy muốn giới thiệu tới anh em, nó cục đẩy LX9004XS. Cục đẩy này thì nó cũng công suất cho ra từ 850W đến 900W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và nó đều có chiết áp này, 4 cái chiết áp thẳng hàng, 4 chiết áp thẳng hàng. Và nội thất con này thì nó sẽ sử dụng cũng 16 tụ lọc nguồn. Nhưng con này nó sẽ sử dụng sò, nó sẽ là nhiều sò hơn, nó là 64 sò anh em nhé. Chạy mạch class H, 64 sò. Hai tay sách hai bên để cho anh em có thể sử dụng tay sách này. Đấy, 4 chiếc áp và các đèn báo tín hiệu đây. Đèn báo tín hiệu. Bên ngoài của nó, hai bên mặt này thì nó sẽ có một cái lớp căng để chống bụi anh em này. Một lớp chống bụi bên ngoài. Đấy. Một lớp chống bụi bên ngoài. Lấy cao cốt tích 9004XS. Cục đẩy này thì hiện tại em cũng đang bán với giá đó là 8 triệu đồng chưa cùng bao ship anh em nhé. Bao ship cũng là 8.3 triệu. Hai cục này nó nặng tương đương với nhau bởi vì tất cả nó là nguồn rất là lớn anh em nhé. Nguồn size 21cm, đường kính 21. Đấy, đường kính 21 và nặng tầm khoảng 31 đến 32 kg cả thùng anh em nhé. 31 32 kg cả thùng để cho anh em có thể thấy được. 64 sò, tất cả sử dụng đó là sò NJVK và 16 tụ. Về độ sâu của nó thì hai con này nó sẽ ngang nhau anh em nhé. Về chiều sâu sẽ ngang nhau. Ngang nhau thôi. Cục đẩy tiếp theo muốn giới thiệu tới anh em đó là cục đẩy Martin MA1300. Cục đẩy này thì chuyên trị phun đôi súp kép để cho anh em có thể chơi rồi. 1200 đến 1300W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và 4 ohm nó lên tới 2000W anh em nhé. 4 ohm lên tới 2000W thì anh em có thể biết được công suất nó khủng như nào. Với 2000W ở chế độ 4 ohm anh em có thể đánh được một kênh, đánh một chiếc 725 từ 2 họng 100 hoặc là phun đôi súp kép, súp kép 50 từ 2 họng 100. Anh em đánh mỗi kênh cho một quả. Đấy, hoặc là anh em có thể sử dụng cho hai kênh đầu. Đó là một cặp 725 phun đôi 40. Hai kênh cuối anh em có thể đánh súp kép 50. Rất là vô tư, rất thoải mái. Những dòng sản phẩm này sử dụng đó là 80 sò. Sò ở đây sử dụng sò NJVK và hai tầng tụ. Hai tầng tụ anh em nhé. Sử dụng 32 tụ lòng nguồn. Mỗi một tầng nó sẽ là 16 tụ. Và hai tầng nó sẽ là 32 tụ lòng nguồn cho anh em. Công tắc nguồn đằng trước sử dụng đó là 4 quạt gió rất to và rất mát. Anh em cũng search đó là Martin MA1300 Xuân Tuấn Audio. Đã có video mở nội thất, video lắp đặt đánh súp kép, đánh array cho anh em để anh em có thể thấy. Ra sự kiện đi đám cưới của anh em sử dụng một con này thôi là anh em có thể cân được hết cả bộ dàn rồi. Phun đôi súp kép là anh em có thể dã rồi. Cái cục đẩy này thì size sẽ dài hơn. Anh em có thể thấy đây là size của nó sẽ dài hơn các cục đẩy như 7409 và 904 nó sẽ dài hơn anh em nhé. Bởi vì sò nó sẽ nhiều sò hơn, 80 sò cơ. Và size của nó cũng là size 3U. Size 3U rất cao, size 3U. Với những cục đẩy 904 hoặc là 7409 size của nó chỉ là 2U thôi. Nhưng con này nó cục đẩy size 3U. Nguồn lớn, bán kính rộng thì công suất của nó cho ra rất là khỏe và bền bỉ cho anh em để anh em thể sử dụng. 80 sò NJVK anh em nhé. Cục này hiện tại em đang bán và giao lưu tới anh em đó là 10 triệu đồng chưa gồm bao ship anh em nhé. Bao ship tùy từng khu vực nó rơi tầm khoảng 400 đến 600 nghìn tùy từng khu vực đấy. Giá trên hiện tại em đang báo với anh em đó là giá lấy tại cửa hàng. Thì đây là 3 mẫu cục đẩy của bên em hiện tại đang phân phối và kinh doanh. Sắp tới thì em sẽ có 1 đến 2 mẫu cục đẩy nữa, công suất sẽ thấp hơn từ 600 đến 700W để anh em có thể chơi gia đình nhỏ gọn hơn đấy. Còn những cục đẩy này thì anh em đánh dư công suất thì nó sẽ rất hay rồi. Tất cả cục đẩy anh em đánh dư công suất rất là lợi và rất là bền bỉ cho anh em. Đấy,
thì xin báo giá lại tới tất cả anh em cục đẩy lưới 904 và 7409 này. Hiện tại hai cục đẩy giá đang ngang nhau với giá đó là 8 triệu đồng và chưa gồm bao ship. Với những cục 7409 này thì nó sẽ cho ra cái tiếng ca, tiếng nhạc nó sẽ sáng hơn là so với những cục đẩy 904 anh em nhé. Đấy, rõ ràng cho anh em luôn. Nhược điểm của nó là nó không có cầu gài và không có cầu link sang đẩy khác để cho anh em sử dụng thôi. Còn đối với cục đẩy 904 này thì phù hợp cho anh em nào thích nhiều sò, rồi nhiều tụ và anh em thích sò thôi. Đấy. Có cầu gài và có cầu link sang đẩy khác để cho anh em có thể sử dụng. Tiếp theo cuối cùng đó là cục đẩy công suất lớn Martin MA1300 với công suất là 1200 đến 1300W trên một kênh. Với giá 10 triệu đồng chưa gồm bao ship anh em nhé. Hai kênh rất là chất lượng và công suất nó sẽ dao động từ 600, 800 đến 1000W để cho các bác có thể chơi gia đình. Và những cục 1000W thì anh em có thể dùng cho sự kiện ngoài trời đều được anh em nhé. Thì đối với những cục đẩy này bên em thì lưu ý với anh em, đầu tiên đó là size rất ngắn và tiếng ra sẽ rất là sạch sẽ và nó sẽ có vỉ xử lý cho từng kênh một. Tiếng ra sạch sẽ, sáng, chất âm hay anh em nhé, và ngắn, nhỏ gọn, chạy rất là mát máy. Thì đầu tiên xin giới thiệu tới tất cả các bác đó là cục đẩy công suất thấp nhất, đó là cục đẩy LXLA650. Thì cục này với công suất cho ra đó là 600W trên một kênh. Thì với 600W thì anh em có thể đánh được một cặp bát 40 hoặc một cặp bát 30, một cặp bát 25 anh em nhé. Công suất rất là dư cho anh em để anh em có thể sử dụng. Đi sâu vào trong nội thất thì như anh em có thể thấy, đầu tiên đó là một cái nguồn. Nguồn này thì anh em có thể nhìn thấy điện áp của nó cho ra đó là 86V. Thì với 86V này thì anh em đo thì anh em có thể biết được công suất của nó rất là dư, hơn cả 600W anh em nhé. Nhưng với công suất này em báo với anh em, 600W đó là công suất chuẩn để anh em có thể phối ghép với những dòng loa để phù hợp với gia đình mình. Về phần sò thì con này chỉ sử dụng đó là 20 sò NJWK anh em nhé, 20 sò NJWK và sẽ có hai quạt tản nhiệt, một quạt trên và một quạt dưới kia, nó là hai quạt tản nhiệt cho bo công suất này. Hai bo công suất này sẽ cho từng kênh riêng biệt và mỗi kênh thì nó sẽ có một cái vỉ xử lý tiếng như anh em có thể thấy đây. Mỗi bên nó sẽ có một cái vỉ xử lý tiếng cho ra tiếng nó rất là sạch sẽ và rất là sáng anh em nhé. Từng vỉ xử lý một cho một kênh để cho ra chất âm cực là kỳ là hay và sạch sẽ tới tất cả anh em. Sử dụng ở đây tất cả đó là mạch chip IC dán. Thì đối với những dòng chip IC dán này thì một cái điều rất tốt tới tất cả anh em đó là khi nó hỏng thì nó sẽ lổ và anh em sẽ nhìn thấy cái nào hỏng ngay. Khi hỏng thì anh em có thể tìm các chỉ số, bởi vì trên những con này anh em có thể nhìn thấy nó đều ghi tất cả các chỉ số trên các IC, các trở của nó. Thì anh em chỉ cần tra các cái IC trở ra, tra đúng là anh em có thể thay vào để cho nó hoạt động bình thường thôi. Rất là dễ anh em nhé. Và tiếp theo thì về phần tụ thì tụ của nó sử dụng đó là tụ tông đa, tụ 63V và 12.000 mi, sử dụng 4 tụ 63V và 12.000 mi anh em nhé. Và tất cả cầu chì của nó sẽ là cầu chì bột, chất lượng cực kỳ tốt, không phải là cầu chì trắng kia nó sẽ kém chất lượng hơn, bởi khi nó lổ ấy thì nó sẽ gây ra hiện tượng bị văng, bị không tốt. Nhưng đối với những loại cầu chì bột này thì nó lổ rồi nó không văng, không ấy ra ngoài thôi anh em nhé, rất tốt luôn. Và tất cả các môi lối thì anh em có thể nhìn thấy, đó là đều được thiết rất là chặt chẽ và rất là gọn gàng. Đây, nhìn anh em nhìn cái dây nguồn ra này, dơ le, có dơ le bảo vệ đầu vào này, đều có dơ le để bảo vệ hết cho anh em. Đây là dơ le cho hai bo công suất riêng biệt, và hai bo công suất nó sẽ được lẹp bằng một cái thanh này để khi vận chuyển, khi di chuyển thì nó không bị lung lay những cái bo công suất này anh em nhé. Rất chắc chắn nhé. Đấy. Đầu tiên đó là xin giới thiệu tới tất cả anh em đó là con LA650. Con này hiện tại đang bán đó là 4.300.000 đồng chưa gồm phí ship anh em nhé, giá lấy tại cửa hàng. Và cùng cho anh em xem cái mặt sau của nó đi ạ. Mặt sau của nó thì nó cũng không có gì cả, nó chỉ có một cái nguồn này và các cái cầu rắc loa để anh em thể thấy. Anh em có thể đấu cầu xoắn hoặc cầu lưu trích đều được, đều có ký hiệu hết này. CSA cộng trừ này,
Breed này, Breed anh em đấu hai đỏ đấy. Có các cách lấy mát này, đây anh em có thể nhìn thấy đây là cầu gạt mát, và đây là các chế độ đánh Steel, Panel và Breed, và các cái đầu vào input A, input B và các đầu linh A, linh B sang kênh khác. Và anh em có thể nhìn thấy đây là nó đều hướng dẫn cái lưu trích của anh em để anh em đấu khi sử dụng loa này. Output A, output B, đây là cầu gạt ra để anh em có thể sử dụng. Đấy, đây là cái bảo vệ quạt tản nhiệt này. Và tiếp theo đó là cục đẩy LA850. Thì cục này thì không phải giới thiệu nhiều tới tất cả anh em, bởi vì nó cũng giống như cục đẩy LA650, nhưng công suất của nó sẽ cao hơn, đó là 800W cho một kênh. Về nội thất bên trong thì nó không có gì khác biệt cả. Nó được nâng cấp sò, nâng cấp về tụ và nâng cấp về nguồn anh em nhé. Sò thì nó sử dụng đó là 24 sò NJW, tụ thì nó sẽ sử dụng tụ 80V, tụ 80V 12.000W, và bán kính nguồn nó sẽ lớn hơn. Còn đâu về bên trong nội thất thì nó sẽ giống nhau thôi. Nó nâng cấp về nguồn này, nâng cấp về tụ này, nâng cấp về sò công suất. Đấy là ba cái nâng cấp so với LA650 với LA850. Còn về mên mạch bên trong thì anh em có thể nhìn thấy đó là hai bên đều giống nhau, chỉ nâng cấp về nguồn này, tụ này, sò. Đấy, cho ra công suất nó sẽ cao hơn, 800W trên một cây. Với 800W thì anh em có thể đánh được một cá bát 40, một cá bát 30 hoặc là hai cá bát 30, rất là dư công suất cho anh em. LA850. Lưu ý với anh em, dòng này chạy rất là mát máy và tiếng rất là sáng sạch sẽ, bởi vì nó sẽ có hai vị xử lý tiếng cho hai kênh riêng biệt. Đấy, cục đẩy này hiện tại em đang bán đó là 5 triệu đồng anh em nhé. Và đi vào cái cục đẩy thứ ba nữa, đó là cục đẩy 1102D. Thì cục đẩy này thì size cũng rất là ngắn gọn, chỉ 38cm thôi anh em nhé, rất là nhỏ gọn. Và anh em có thể nhìn thấy đó là một cái nguồn này, nó đã chiếm tất cả bên trong này của nó. Anh em thì nhìn thấy một cái nguồn rất lớn anh em nhé, bán kính nguồn lớn, công suất cho ra đó là 1.000 đến 1.100W cho một cây, công suất rất lớn. Và con này nó lại còn được tích hợp cả quản lý nguồn 4 cổng để anh em có thể cắm thiết bị. Với 4 cổng anh em có thể cắm được mic, có cả thể cắm được vang, có thể cắm được lọc xì, có thể cắm được lưng tiếng. Khi anh em sử dụng thì anh em chỉ cần bật một cái công tắc nguồn của những cục đẩy lên thôi là nó đã hoạt động cho tất cả anh em rồi, tích hợp quản lý nguồn 4 cổng mà anh em không cần phải mua các cái quản lý nguồn bên ngoài về để anh em có thể sử dụng. Với bộ dàn, khi anh em sử dụng bộ dàn chỉ cần bật công tắc nguồn cục đẩy lên thôi là ok. Thì con này anh em có thể nhìn thấy tụ nó tích hợp trên vỉ này luôn này. Đấy, tụ tích hợp. Và tụ này sẽ là tụ 80V và 18.000W anh nhé, Fork Audio 80V và 18.000W, nguồn rất lớn. Sử dụng sò nó là sò NJW anh em nhé, sò NJW, tiếng cực kỳ sáng, và quạt tản nhiệt sẽ là quạt tản nhiệt hai bên cho từng bo công suất một. Và đây là cái bộ phận quản lý nguồn của nó, và nó sẽ có một cái biến áp này để nó xuất, để nó cho hoạt động cái quản lý nguồn 4 cổng cho anh em, rất là chất lượng đúng không ạ. Dơ le sẽ là dơ le bảo vệ cho từng kênh một, sẽ có hai cái dơ le màu xanh này, và đây là dơ le để bảo vệ quản lý nguồn anh em nhé, dơ le này bảo vệ quản lý nguồn. Mên mạch bên trong này của nó thì anh em có thể nhìn thấy mặt đằng trước thì nó sẽ có cái đồng hồ hiển thị điện áp anh em nhé, đồng hồ hiển thị điện áp cho anh em 1102 đi. Con này thì nếu anh em vệ sinh anh em có thể tháo cái ốc này ra, và anh em có thể vệ sinh được cái e-căng đằng trước này. Khi bụi bẩn anh em chỉ cần tháo cái ốc này ra và anh em vệ sinh được cái lưới bên ngoài rất là sạch sẽ. Và cái tiếp theo đó là anh em sẽ nhìn thấy mặt đằng sau. Đấy, giới thiệu tới tất cả anh em luôn, quản lý nguồn 4 cổng ao 1, 2, 3, 4, 4 cổng quản lý nguồn, và cũng có các cầu gạt và các cầu cắm loa bằng rắc gai và rắc niêu trích đầu vào và đầu linh ra các cục đẩy khác. Anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, thì những cục này, cục đẩy này thì với giá nó là 6.200.000 đồng, giá là giá lấy tại cửa hàng chưa cùng bao ship. Thì anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Em xin giới thiệu tới anh em đó là ba mẫu cục đẩy 4 kênh đáng chơi nhất trong karaoke gia đình, bình dân đến cao cấp anh em nha. Thì những mẫu đẩy ở đây thì đều là những mẫu đẩy mà bên em bán rất chạy trong thời gian vừa qua, và được rất nhiều anh em đã tin dùng. Tin dùng bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất nó là hàng chính hãng, cái thứ hai chất âm của nó đưa ra rất là sáng và là sạch sẽ, cái thứ ba đó là những sản phẩm này mẫu mã của nó thì rất đẹp
và phù hợp với rất nhiều anh em để sử dụng. Thì đi vào các cái sản phẩm này thì bên em cũng đã test rất nhiều những sản phẩm này rồi. Test về chất âm, test về cái chức năng đánh súp của nó như thế nào và đánh phun của nó hay như thế nào, thì em đều có giới thiệu hết. Và cái công lực, cái nội công, cái công suất của nó thì bên em cũng đã thử cho anh em rồi, rất là lớn anh em nhé. Đấy, thì đầu tiên đi vào hai sản phẩm như trước mắt anh em cũng đã nhìn thấy, đó là hai cục đẩy LX9004 và LX7409. Thì hai cục này nó sẽ có giá tương đương nhau và công suất của nó ngang nhau anh em nhé. Công suất là đều từ 800 đến 900 W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và giá của nó thì cũng đều là 8,3 triệu, đó là bao ship. Và giá lấy tại cửa hàng đó là 8 triệu đồng anh em nhé. 8 triệu đồng lấy tại cửa hàng và 8,3 triệu là bao ship tới tất cả anh em. Những cục đẩy này thì nó sẽ nặng từ tầm 30 đến 31 kg anh em nhé. 30 đến 31 kg và nguồn của nó sẽ là nguồn xuyên tròn. Và lưu ý với anh em, nó là bao là nguồn đồng cho anh em. Và riêng cái nguồn này nó sẽ được bảo hành cho anh em tới tận 2 năm anh em nhé. Nguồn này sẽ được bảo hành 2 năm. Đấy, đầu tiên thì sẽ đi vào cái cục đẩy LX7409 này. LX7409. Thì cục này như anh em có thể nhìn thấy cái hình thức bên ngoài thì nó khá là hầm hố. Rất nhiều anh em thích cái sự hầm hố này của nó. Và cái mặt của nó sẽ màu sắc nó rất đẹp. Màu xám anh em nhé. Cái mặt này màu xám này. Rất đẹp và nhiều anh em thích cái màu này. Đấy, màu xám. Lông chuột đấy. Anh em rất nhiều anh em thích những cái màu như này và cái sự hầm hố như này, thì anh em nên chọn cái cục đẩy này. Thì đi vào cái cục đẩy này thì anh em có thể nhìn thấy, đầu tiên nó bán kính nguồn. Bán kính nguồn này nó sẽ sử dụng rất lớn, tầm khoảng 21 đến 22 cm anh em nhé. Đường kính này 21 đến 22 cm. Và tụ của nó sẽ sử dụng đó là 16 tụ lọc nguồn 80V và 15.000 mi. Và nó chỉ sử dụng đó là 3 quạt tản nhiệt. Như anh em có thể nhìn thấy đây, đây là cái bo công suất của nó. Bo công suất của nó ở dưới nó sẽ là sò anh em nhé. Ở dưới là sò, còn trên là các linh kiện mạch dán của nó. Ba quả này sẽ thổi trực tiếp ra đằng sau này để qua cái lớp tản nhiệt này để cho mát này. Và đằng sau nó sẽ có lỗ thông gió cho tất cả anh em. Thì như anh em có thể nhìn thấy đây, em sẽ vào trực tiếp cho anh em. Anh em có thể đếm trở nhé. 4, 8, 12, 16. 16 con trở này nó sẽ chia ra nhân 2 này anh em nhé. Bởi vì nó sẽ có 2 tầng. Anh em có thể nhìn thấy trên này sẽ là 1 tầng này, dưới anh em có thể nhìn thấy đó là một tầng vỉ mạch này nữa. Đấy, một vỉ mạch này và dưới nó cũng là một vỉ như này. Thì nó sẽ sử dụng đó là 32 sò công suất thôi anh em nhé. 32 sò công suất chưa tính đó là bù áp. Tính đó là sò công suất thôi. Nhưng nó sẽ chạy cái mạch mới, mạch class 2H sẽ cho ra cái chất âm sáng sạch sẽ và công suất của nó sẽ là công suất chuẩn tới tất cả anh em. Từ 800 đến 900W trên một kênh anh em nhé. Đấy. Và anh em có thể nhìn thấy tất cả cầu chì nó là cầu chì bột, hàng linh kiện chất lượng. Và anh em có thể nhìn thấy các mối dây của nó, dây nối, dây dẫn này của nó này. Anh em có thể nhìn thấy được buộc rất là gọn gàng anh em nhé. Đấy, buộc rất là gọn gàng. Và như anh em có thể nhìn thấy các cái keo bắn này của nó này. Đây, keo bắn nó không thừa đâu anh em nhé. Bắn nó không thừa thế nào cho anh em. Nó không bị lẩm chẩm hay là như thế nào đó anh em nhé. Đến các vị trí đóng ốc này anh em thì nhìn thấy này. Đây, các vị trí đóng ốc nó đều có ký hiệu hết anh em nhé. Đều có ký hiệu hết để cho anh em nhìn thấy đó là ký hiệu cái đó là để đóng ốc anh em nhé. Để bắt ốc vào. Bên trong lại có anh em này. Đấy. Đấy. Từng ký hiệu một, hàng chính hãng, hàng chất lượng thì anh em phải biết. Tất cả linh kiện của nó thì đều có số hết. Đều có số hết anh em nhé. Đấy. Đều có số hết cho anh em này. Linh kiện dán nhưng mà đều có số, đều có trị số của các con trở. Đấy. Sử dụng 2 dơ le. Và đầu ra đầu vào của nó thì con này nó sẽ không có cổng linh anh em nhé. Không có cổng linh mà nó chỉ có đầu vào bằng input và đầu ra bằng rắc new trick thôi. Đây cho anh em có thể nhìn thấy đầu ra của nó thì đạt đầu vào của nó toàn là canon. Và đầu ra sẽ là cầu new trick và không có cầu gài hay là cầu linh thôi anh em nhé. Nhưng đều có các chế độ đánh như stealth, panel bridge và độ nhạy đầu vào 0.77, 1.0 và 1.4V. Đấy. Thì những cục đẩy này thì tiếng ra thì rất là sạch sẽ và rất là sáng. Thì cái mặt hình thức của nó thì cũng khá là hầm hố, thì được nhiều anh em lựa chọn và anh em rất tin tưởng những loại này anh em nhé. Rất là thích những loại này vì mặt nó hầm hố. Đấy, cục này thì em đã giới thiệu với anh em rất nhiều rồi, đánh công suất rồi, thử cho anh em rất nhiều rồi. Và cái tiếp theo nữa đó là cục đẩy LX9004XS. Thì những cục đẩy này sẽ dành cho anh em thích cái mặt nó bình thường, bình dân và không hầm hố anh em nhé. Mặt của nó thì sẽ đơn giản hơn, nó không hầm hố. Đấy, rất nhiều anh em thích, nhưng nó sẽ có một cái mặt màu đen. Đấy, màu đen nguyên luôn anh em nhé.
Đấy, nhiều anh em thích những dòng này bởi vì nó rất là không, nó không hầm hố, nó rất là bình thường, bình dân. Đấy, mặt của nó cũng khá là đẹp anh em nhé, chứ không phải bình dân. Đấy, anh em thì nhìn thấy giải đèn báo tín hiệu này. Và đi vào bên trong nội thất của nó thì nó sẽ sử dụng đó là 4 quạt tản nhiệt anh em nhé. 1, 2, 3, 4. 4 quạt tản nhiệt này thì nó sẽ có quạt hút và quạt đẩy. Đấy, quạt hút và quạt thổi ra ngoài ấy. Anh em thì nhìn thấy bởi vì tại sao nó sẽ sử dụng 4 quạt. Bởi vì cái bo mạch này của nó sẽ sử dụng nhiều sò, nhiều tụ. Thì nó sẽ phải bắt buộc phải có 2 quạt để tản nhiệt cho tốt. Đấy, ở đây thì nó sẽ sử dụng đó là 64 sò NGW. Và tụ ở đây nó sẽ sử dụng là 3, 6, 9, 12, 14, 16. 16 tụ. Tụ ở đây cũng là tụ 80V và 15.000mi. Hai cái cục đẩy này sẽ sử dụng tụ như nhau anh em nhé. Đấy, sẽ sử dụng tụ 80V và 15.000mi. Tụ chỉ số giống nhau. Và các con diode nguồn này nó sẽ sử dụng đó là 8 con. Mỗi bên cho là 4 con anh em nhé. Chứ không như một số hàng rẻ tiền nó chỉ sử dụng đó là 4 con thôi. Hai con một bên. Hai bên nó sẽ là 4 con. Nhưng con này đến 8 con anh em nhé. Đấy, 8 con. Các con kích này anh em thì nhìn thấy các con kích này đều được cố định bởi những cái ốc này rồi. Cái miếng bắt này anh em nhé. Đã hàn vào đây rồi. Nó vẫn còn sử dụng được cái này nữa. Rất là chất lượng. Và những hàng này thì nó sẽ, nếu như lỗi thì anh em có thể thay bỏ main công suất được. Ví dụ kênh bên trái hỏng anh em có thể lấy kênh bên phải anh em đảo sang. Bởi vì nó có các cái lỗ này. Có cái lỗ này anh em phải đảo bo công suất khi lỗi công suất anh em nhé. Sản phẩm này thì công suất của nó cũng từ 800 đến 900W. Thì anh em có thể đánh được một cặp 30 hoặc một cặp 40 từ 190 coi 76. Hoặc là một kênh anh em có thể đánh được một chiếc súp đơn 50 anh em nhé. Một chiếc súp đơn 50 trên một kênh. Rất dư giả cho tất cả anh em. Đều có các cái cầu trì bảo vệ và các cái dưa le bảo vệ và các cầu trì đều là cầu trì bột anh em thì nhìn thấy toàn là cầu trì bột hàng chất lượng nên anh em yên tâm. Đấy, cục này cũng với giá đó là 8.300.000 đồng bao ship, 8 triệu đồng là lấy tại cửa hàng. Con này thì nó sẽ có cổng linh ra và đầu ra, đầu vào của nó, đầu vào thì có hỗ trợ cả Canon và Nutrix. Đầu ra của nó thì cũng có hỗ trợ cả cầu xoắn rồi các cầu linh ra các đẩy khác anh em nhé. Đấy, cục này thì em giới thiệu tới anh em rất nhiều rồi, đánh thử cho anh em cái độ chịu đòn của những cục đẩy này rất là tốt anh em nhé. Và đi tới cục đẩy cuối cùng, đó là cục đẩy hàng cao cấp, đó là LXD4150. Cục này sử dụng đó là mạch Class D, công suất cho ra đó là 1.500W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì anh em có thể sử dụng cho các phòng karaoke gia đình cao cấp hoặc anh em có thể sử dụng cho đi sâu. Đi sâu đều được anh em nhé. Đi sâu thì anh em có thể đánh một kênh. Một kênh này anh em có thể đánh được đó là một chiếc súp kép 50 từ 220 con 100, hoặc là full đôi 40 từ lớn họng lớn anh em nhé. Về mạch con này thì rất là chất lượng, tụ nó rất nhiều anh em nhé. Tụ toàn 160V thôi. Anh em thì nhìn thấy tụ rất là cao, 160V và 1.000mi. Đấy, 160V anh em có thể thấy được. Đấy, các con sò này 1, 2, 3, 4, 5, 4 con. Và nó sử dụng tất cả đó là sò kích, sò MOSFET thôi nhỉ nhé. Đấy, quạt thì sẽ là quạt tản nhiệt cho nguồn này và quạt tản nhiệt cho bo công suất này. Anh em nhìn thấy quạt tản nhiệt cho bo công suất và đây là quạt tản nhiệt cho nguồn. Đấy, quạt anh em phải nhìn thấy những quạt rất chất lượng anh em nhé. Đấy, quạt rất chất lượng. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, cho anh em phải nhìn thấy. Đây, đây là bên trong các linh kiện của nó anh em thể nhìn thấy. Đấy, các cuộn này. Đấy, rất chất lượng luôn. Hàng chính hãng thì anh em yên tâm về chất lượng và công suất của nó. Và tiếp theo thì anh em có thể nhìn thấy đó là các cái mối keo bắn này, nó rất là gọn gàng và không có độ thừa thãi đâu anh em nhé. Rất là gọn gàng và rất là đẹp đẽ. Đấy, cục đẩy này thì em đã thử cho anh em về công lực của nó rồi, về sức mạnh uy lực của nó rồi. Đánh súp kép nhẹ nhàng luôn từ 220 con 100, và đánh kể cả đánh full đôi 40 thì anh em, hoặc là một cặp 40 đơn, rất là dư giả công suất. Anh em sử dụng trong phòng karaoke gia đình rất là ngon, hàng cao cấp anh em đánh rất dư giả công suất, tiếng rất căng và rất là sáng tiếng anh em nhé. Đấy, thì cục này với giá đó là 14.500.000 đồng một cặp, bao ship tới tất cả anh em 14.500 một cặp. Dây của nó anh em thì nhìn thấy các dây nguồn của nó này, úi rồi, rất to anh em nhé. Đấy,
Thì hôm nay em sẽ làm cái video giới thiệu anh em tới anh em ba mẫu cục đẩy anh em thể sử dụng cho gia đình, hoặc anh em có thể sử dụng cho đi show sự kiện đều được anh em nhé. Nếu đi sự kiện anh em sử dụng cái cục 7409 hoặc 9004 này, một kênh anh em có thể đánh một đôi full 30 hoặc một cặp full 40 từ 190 qua 76, rất là ngon và rất là dư giả công suất. Mỗi kênh anh em thể đánh được đó là 4 cặp 30, tổng con này sẽ đánh 4 cặp 30 hoặc 4 cặp 40, 8 bát 40 anh em nhé. Đấy, hoặc là 4 quả súp đơn 50 chập brit và anh em có thể đánh được súp kép anh em nhé. Đấy, thì đối với những cục đẩy này thì giá của nó cũng rất là tốt từ tất cả anh em, và đều là hàng chính hãng thì anh em có thể yên tâm và sử dụng. Đấy, thì hôm nay em làm cái video clip này, anh em có nhu cầu mua hàng nên lại trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Hai cục đẩy 7409 và 9004 với giá 8,3 triệu bao ship, công suất như nhau, chất lượng thì anh em khỏi phải nghĩ. Và cái cục đẩy D4150 này với giá 14,500,000 đồng một cặp. Đấy, thì anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Những cục đẩy hai kênh mà tầm giá tầm khoảng 5-6 triệu hàng chính hãng và đánh được hai cặp bát 30. Lưu ý với anh em hai cặp bát 30 anh em nhé, chỉ sử dụng đẩy hai kênh. Anh em có nhu cầu như vậy thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu tới tất cả anh em những dòng cục đẩy hai kênh có thể đánh được hai cặp bát 30. Lưu ý với anh em, đánh được không phải là đánh ra tiếng đâu, mà đánh được tiếng bát nó phải chắc gọn và không bị ù, không bị thiếu công suất so với những đôi loa anh em nhé. Thì những cục đẩy hôm nay bên em sẽ giới thiệu tới anh em, đầu tiên đó là cục đẩy LXLA850. Cục đẩy này với công suất chuẩn cho ra đó là 800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Lưu ý với anh em, công suất chuẩn anh em nhé, ở chế độ 8 ohm. Hàng này sẽ là hàng chính hãng của LX Acoustic mang mã hiệu LA850. Và những sản phẩm của LX Acoustic thì anh em có thể quét các cái mã để ra tra cứu bảo hành điện tử anh em nhé. Bảo hành điện tử cho tất cả anh em. LX là 850. Với những cục công suất này bên em đã mở nội thất, đã giới thiệu tới anh em rất nhiều rồi. Sử dụng đó là 24 sò NGV kép. Tiếng thì sáng và sạch sẽ. Sẽ có hai vị xử lý tiếng cho hai kênh riêng biệt, nên tiếng của nó cho ra sẽ rất là sạch sẽ. Và lưu ý với tất cả anh em, tất cả đều là linh kiện chính hãng hết, độ bền bỉ của nó cực kỳ cao. Những sản phẩm này hiện tại đang được bán đó là 5 triệu đồng chưa gồm phí ship và bảo hành cho anh em tới 12 tháng. Nếu lỗi của nhà sản xuất sẽ được đổi mới trong 1 tháng đầu tiên anh em nhé. Nên anh em yên tâm để sử dụng hàng chất lượng, hàng chính hãng, linh kiện chính hãng luôn cho tất cả anh em cùng sử dụng. Thì hôm nay em test thử trực tiếp, đó là nhạc trực tiếp em sẽ cắm vào những cục đẩy này, và những cục đẩy này em sẽ đánh trực tiếp ra loa anh em nhé. Loa đây thì em sử dụng đó là 2 cặp 30, một cặp lưới KT12 và một cặp JBL KP4012. Thì những cặp loa này thì anh em có thể biết được công suất của nó. Ví dụ như con KT12 công suất 350W và con JBL KP4012 này với công suất đó là 400W trên một quả, thì tổng công suất của hai quả này đó là 750W ở chế độ 8 ohm. Nhưng ở đây thì em sẽ sử dụng đó là linh loa anh em nhé. Sử dụng đẩy hai kênh thì những cái đôi loa này nó sẽ có các cầu lưu trích để linh, thì anh em có thể linh ra. Như anh em có thể nhìn thấy, em đang linh từ trực tiếp con KT12 và sẽ linh lên những cặp loa 4012 này, nên anh em có thể sử dụng những cặp loa này để anh em linh rất là tốt. Và công suất cho anh em những cục đẩy là 850 thoải mái và dư công suất tới tất cả anh em. Những cặp loa KP4012 này với giá đó là 8,5 triệu một cặp anh em nhé. Bát 30 từ 190 qua 76 check là sẽ là check neo. Còn những đôi loa KT12 này nó sẽ sử dụng đó là từ neo và check neo sơn sần cát với giá 10 triệu đồng một cặp. 10 triệu đồng một cặp anh em nhé. Ở bên đây thì em sẽ sử dụng đó là một chiếc KT12 và một chiếc 4012. Còn bên kia thì em cũng sử dụng đó là một chiếc 4012 và một chiếc KT12. Cùng cho anh em xem cái mặt đằng sau em đang linh loa anh em nhé. Đang linh loa thì anh em có thể nhìn thấy, cắm trực tiếp vào những cặp loa này và sẽ linh lên cái con KP4012 để anh em có thể thấy. Và bây giờ sẽ test thử cho anh em để nghe cái chất âm và cái độ uy lực của những cặp của những cục đẩy LA850. Vặn rất nhỏ anh em nhé, vặn rất nhỏ nhưng tiếng của nó ra cực kỳ là sáng và tiếng rất to, công suất rất là dư giả tới tất cả anh em rồi. Tiếng bát đánh chắc gọn anh em nhé, tiếng bát đánh chắc gọn. Mời anh em cùng đeo tai nghe để thưởng thức.
em có thể nghe thấy tiếng bát của nó đánh rất là chắc gọn anh em nhá, không bị ù, không bị vỡ tiếng đâu ạ. Đối với những dòng cục đẩy thừa công suất thì tiếng nó sẽ ra rất là chắc gọn. Hiện tại đang test trên những bản nhạc vàng Bolero để anh em có thể nghe thấy được cái tiếng chét của nó như thế nào. Và bây giờ sẽ chuyển sang đó là nhạc remix. Nhạc remix thì sẽ cho anh em thấy được cái chất âm của những tiếng bass nó đánh như thế nào anh em nhé. Sẽ chuyển nhạc và sử dụng sang những bản nhạc remix để cho anh em nghe tiếng bass nó như thế nào. Chỉ sử dụng đó là cục đẩy thôi anh em nhé, không qua thiết bị nào xử lý khác ạ. Volume rất bé nhưng tiếng cực kỳ là to anh em nhé, công suất lớn 800W trên một kênh. Anh em có thể đeo tai nghe và để thu được những tiếng bát dễ nhất anh em nhé. Là chắc gọn, cục đẩy LA850 anh em nhé. Không qua thiết bị nào xử lý mà anh em có thể nghe được tiếng bát, tiếng chét của nó, tiếng sáng, sạch sẽ. Với những cục đẩy LA850 này thì anh em có thể nghe được cái độ uy lực của nó với công suất rất lớn anh em nhé, 800W trên một kênh. Anh em có thể gõ LA850 số Tuấn Audio để xem bên em đã mở nội thất của những cục đẩy này ra để giới thiệu tới tất cả anh em rồi. Cục đẩy trước mắt anh em đang xem đó là cục đẩy LA650 với công suất chuẩn đó là 600W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và sản phẩm này nó là hàng chính hãng của lưới Cavotec và đều được bảo hành điện tử. Anh em có thể quét cái mã phủ này ra, anh em nhắn tin và check bảo hành anh em nhé. Hàng chính hãng lưới Cavotec nên anh em sẽ được bảo hành điện tử. Lưu ý với anh em, công suất 600W trên một kênh là công suất chuẩn ở chế độ 8 ohm. Với những cục đẩy này thì bên em đã mở nội thất cho anh em xem rất nhiều rồi, mở nội thất rồi phân tích xem mên mạch bên trong rất nhiều rồi. Thì anh em hôm nay cùng nghe cái chất âm của nó đánh ra nó sẽ hay như thế nào, sáng sạch sẽ như thế nào anh em nhé. Thì về kết nối thì anh em có thể nhìn thấy tất cả kết nối từ nhạc vào sẽ từ máy tính vào đầu input và đầu out này ra, sẽ là đầu jack Neutrik và em sẽ đấu ra những đôi loa full anh em nhé. Đôi loa full Bass 30 lấy Cavotec KT12 Bass 30 anh em nhé. Thì với 600W này thì anh em có thể chơi được một cặp Bass 30 và một cặp Bass 25, hoặc anh em có thể đánh được một cặp Bass 40 từ 220 côn 100 anh em nhé. Tất cả đều là hàng mới và nguyên thùng xốp. Em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng sạch sẽ của nó như thế nào. Hiện tại em sẽ thử cho anh em một kênh một. Anh em cùng đeo tai nghe và anh em nhá. Với những đôi lấy KT12 sử dụng bát 30 sô dần cát anh em nhá. Có thể nghe thấy tiếng nó rất là sạch sẽ đúng không ạ? Với các mốc cục đẩy này thì sẽ có LA650 và LA850. LA850 thì công suất nó sẽ cao hơn, đó là 800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và sò thì cũng giới thiệu lại tới tất cả anh em, con LA650 chạy 20 sò NGVK và có 2 vị xử lý cho 2 kênh riêng biệt. Nguồn thì nó sẽ là 3 nguồn đồng và size sẽ là size rất ngắn anh em nhé. Size của nó chỉ 38cm thôi, anh em có thể nhìn thấy chưa đầy 2 găng tay anh em nhé.
38cm thì anh em có thể đút vừa tủ vừa kệ của anh em, rất là thoải mái. Vừa tủ vừa kệ mà không phải cắt tủ cắt kệ như các cục đẩy dài anh em nhé. Tiếng đánh thì sạch sẽ. Sử dụng tất cả các chiếc đáp, đó là chiếc đáp bi. Với độ bền bỉ và tất cả sử dụng đó là linh kiện chính hãng, nên anh em yên tâm trong quá trình sử dụng anh em nhé. Một mẫu cục đẩy khá là chất lượng và khá là vừa túi tiền với tất cả anh em. Giá chỉ 4.300.000 đồng. Giá trên lấy tại cửa hàng và chưa gồm phí ship. Sẽ sử dụng đó là công tắc nguồn mặt đằng trước, logo thương hiệu Lex Aquatic và mã sản phẩm LA650. Những dòng cục đẩy này chạy mạch class 2H, quạt chạy sẽ rất êm và chạy rất là mát máy tới tất cả anh em. Rất là mát máy. Với những phòng diện tích nhỏ tầm khoảng 20-30m2 mà anh em sử dụng những cặp loa bass 30 từ 170 coi 76 thì anh em có thể đánh vô tư thoải mái được hai cặp anh em nhé. Hai cặp 30 từ 170 coi 76. Rất dư giả công suất cho anh em. Và tất cả sẽ là bao đánh căng, chuẩn chỉ tới tất cả anh em, tiếng sáng sạch sẽ, không bị vỡ tiếng anh em nhé. Với những cục đẩy thiếu công suất thì đánh nó sẽ bị vỡ tiếng, tiếng bát nó không được tròn, tiếng chép nó không được tí tách anh em nhé. Nhưng đối với dòng cục đẩy này, hàng chính hãng nên anh em yên tâm về chất lượng. Mọi thông tin nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em muốn xem nội thất, cái nội thất bên trong này, bên mạch thì anh em hãy gõ LA650 Xuân Tuấn Audio. Ra rất nhiều các video cho tất cả anh em để anh em tham khảo. Những sản phẩm này, độ bền bỉ của nó rất cao, bảo hành cho anh em 12 tháng. Anh em đang tìm những mẫu cục đẩy 4 kênh, công suất nó tầm khoảng 800-900W trên một kênh. Và anh em muốn nó là hàng chính hãng và giá nó tầm khoảng dao động từ 8-9 triệu. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới anh em những mẫu cục đẩy 4 kênh này của bên em. Lex Aquatic 9004XS, nó là hàng chính hãng này. Và công suất chuẩn của nó đưa ra từ 800W đến 900W trên một kênh. Và giá của nó 8.300.000 đồng, bao ship tới tất cả anh em. Đáp ứng được tất cả các nhu cầu, các tiêu chí của anh em. Đó là cục đẩy chính hãng, chất âm sáng, sạch sẽ, công suất lớn 800-900W trên một kênh. Hôm nay em xin giới thiệu tới anh em mẫu cục đẩy Lex 9004 này. Thì em cũng mở nội thất cho anh em rồi. Bởi vì những cục đẩy này em đã đi lắp vào các công trình phòng hát karaoke gia đình rất nhiều rồi. Cục đẩy này thì có những công trình em đã chập bridge vào. Đó là hai kênh CD này hoặc hai kênh AB. Em đã từng chập bridge vào đánh một quả súp kép từ 220 côn 100 của bên em rồi anh em nhé. Đánh rất là mát máy và công suất của nó rất là lớn. Chập bridge vào, anh em có thể đánh được súp kép từ 220 côn 100. Anh em có thể thấy được cái công suất của nó lớn, khỏe như thế nào. Thì vào bên trong cái nội thất này, xin giới thiệu tới anh em cái nội thất bên trong này nó sẽ như thế nào và chất lượng nó như thế nào. Đầu tiên, anh em có thể nhìn thấy một cái bán kính nguồn sử dụng nguồn biến áp này, rất lớn anh em nhé. Size của cái biến áp này, nó tầm khoảng 21-22cm, rất là lớn. Và bao cho anh em đó là 100%, đó là nguồn đồng. Phát hiện nguồn nhôm, anh em được đền tiền tặng máy. Và riêng cái biến áp này, anh em sẽ được bảo hành lên tới 25 anh em nhé. 25 bảo hành cái biến áp này. Một biến áp rất lớn, 21-22cm. Và bao cho anh em nó là nguồn đồng. Đấy, một cái biến áp rất lớn. Và anh em có thể nhìn thấy các dây dẫn này. Nó được buộc rất là gọn gàng. Anh em có thể nhìn thấy. Đấy, đi dây rất là gọn gàng anh em nhé. Rất là gọn gàng và rất là khoa học. Đấy, một trong một cái mên mạch này. Sò ở đây thì nó sẽ sử dụng đó là sò NGV kép, thì nó sẽ cho ra tiếng của nó cực kỳ sáng và sạch sẽ. Đối với những dòng sò NGV kép và chạy mạch class H này thì anh em có thể biết được chất âm của nó như thế nào. Và nó sẽ sử dụng 4 quạt gió này thì nó sẽ cho ra cái công suất của nó sẽ chạy sẽ mát máy hơn anh em nhé. Sẽ mát máy hơn. 4 quạt gió cho 4 bên 4 góc của máy thì sẽ làm quạt hút, quạt đẩy. Thì nó sẽ rất là mát máy.
Và quạt này chạy cũng khá là êm anh em nhé, chạy cũng khá là êm. Sò ở đây thì nó sẽ sử dụng đó là sò NJVK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Đó là 64 sò NJVK, công suất của nó đưa ra đó là 800-900W trên một kênh, công suất chuẩn anh em nhé. Và anh em có thể nhìn thấy các con diode nguồn này, anh em có thể nhìn thấy 2, 4 và đằng sau của nó sẽ là 4 con nữa, nó là 8 con. Nhiều những cục đẩy 4 kênh khác thì nó chỉ có 4 con thôi, nhưng đến con này nó sử dụng đó là 8 con để cho anh em thấy được cái chất lượng nó như thế nào. Độ bền bỉ của nó rất là cao anh em nhé. Sử dụng tụ đây sẽ sử dụng 3, 6, 9, 12, 14, 16. 16 tụ. Anh em có thể nhìn thấy chỉ số 80V và 15.000mA. 80V và 15.000mA. Rất là chất lượng đúng không ạ? Và trên những cái bo tụ này nó đều có các con dưa le này để bảo vệ anh em này. Dưa le bảo vệ này. Đấy, rất là chất lượng anh em nhé. Chưa nói đến những phần công suất, phần vỉ công suất này nó cũng đều có các con dưa le bảo vệ. Và anh em có thể nhìn thấy các mối keo bắn các cái dây thít này, anh em nhìn thấy các đầu lối này, anh em có thể nhìn thấy nó sử dụng và nó dùng rất là gọn gàng và rất là sạch sẽ, rất là chắc chắn. Các mối nối này nó không bắn quá nhiều keo để cho anh em có thể thấy được. Nhiều cục đẩy hàng nhái, hàng kém chất lượng ấy, thì anh em có thể nhìn thấy các keo này, nó bắn rất là lởm chởm luôn ạ, rất là bừa bãi. Và nó sẽ qua các cái dây như anh em có thể nhìn thấy đây, hàng chính hãng, hàng chuẩn, thì anh em có thể biết được cái nó chi tiết đến từng tí một anh em nhé, chi tiết đến từng tí một lên cho anh em. Và những con kích anh em thì nhìn thấy này, đều được bọc bên ngoài, anh em nhìn thấy cố định luôn cho anh em nhé, cố định rất là chắc chắn luôn. Và một cái nữa thì anh em có thể biết được trên những hàng chính hãng đó là nó có các con ốc này. Các con ốc này thì nó sẽ linh hoạt cho anh em, để nhà sản xuất họ sẽ linh hoạt. Ví dụ như có lỗi bo công suất này thì anh em sẽ lấy bo công suất, có thể đảo được sang bo công suất bên này, anh em chỉ cần lộn lại thôi anh em nhé. Đảo được bo công suất khi lỗi. Với những dòng công suất này bên em thì sẽ là đổi cho anh em chứ không phải sửa chữa đâu anh em nhé. Hầu như là đổi mới cho anh em. Nếu như lỗi nặng quá thì bên em sẽ đổi mới phần công suất này cho anh em. Đấy. Và hàng chính hãng thì anh em thể nhìn thấy đây nó sẽ lộn sang. Nhiều cái thì anh em nó sẽ không có ốc rồi nhé. Và nhiều anh em không biết, anh em bảo cái ốc tản nhiệt. Nhiều anh em bán hàng audio nói những ốc này ốc tản nhiệt thì cái này không có đâu, không phải đâu. Ốc này là cái ốc nó có thể đổi bo công suất từ bên trái sang bên tay phải này, để nó có thể bắt ốc được. Dưới nó sẽ có ốc hãm để định vị anh em nhé, để định vị. Trên các con ốc này anh em có thể nhìn thấy rất là bóng nhoáng đúng không ạ? Hàng xịn sò anh em yên tâm sử dụng này. Các con ốc, đường nét của những con ốc này cực kỳ chất lượng anh em nhé, cực kỳ chất lượng. Và bên mạch của nó anh em có thể nhìn thấy bên mạch của nó, đến các bo tín hiệu, xử lý tín hiệu ra đầu vào, anh em có thể nhìn thấy một cục đẩy rất là chất lượng tới tất cả anh em. Chỉ 8.300.000 đồng, bao ship tới tất cả anh em. Về cái mặt đằng sau của nó thì nó cũng như các cục đẩy khác thôi, thì anh em có thể nhìn thấy nó đều có tín hiệu đầu vào, đó là đầu input, và đều có các đầu tín hiệu cổng linh. Cổng linh này anh em có thể linh ra các cục đẩy khác hoặc linh tín hiệu từ các kết nối khác. Ví dụ anh em vang nó chỉ có hai đầu xuống thôi thì anh em có thể cắm vào A và B, và anh em có thể linh từ AB lên CD để anh em có thể đánh. Đấy. Có các cầu gạt stealth, parallel và bridge, độ nhạy tín hiệu đầu vào sensitivity 0.77, 1.0 và 1.44V. Đấy. Và có các cầu ra loa, đó là cầu xoắn, và anh em có thể dùng cầu lưu trích, và nó đều có hướng dẫn hết cho anh em, đều có hướng dẫn cái cách đấu lối lưu trích hết cho anh em nhé. Đấy. Nếu trích đến sử dụng đánh bridge như nào nó đều hướng dẫn hết đằng sau. Qua tản nhiệt anh em có thể nhìn thấy cái bên trong bo mạch đây, anh em có thể nhìn thấy một cái bộ mạch rất là chất lượng đúng không ạ? Anh em có thể nhìn thấy bên trong cái bên mạch này của nó một lần nữa, khá là chất lượng luôn anh em. Hàng chính hãng, công suất lớn mà giá cực kỳ là vừa phải cho anh em, 8.300.000 đồng thôi. Thì sau đây em sẽ test thử chất âm một đoạn để cho anh em nghe được cái chất âm. Em sẽ đánh trực tiếp nhạc và đẩy, và đẩy sẽ phát ra loa cho anh em để anh em nghe được chất âm của nó như thế nào. Rất là sáng và sạch sẽ. Cục đẩy này thì chạy rất là bền bỉ cho tất cả anh em, bảo hành cho anh em 12 tháng. Lỗi sẽ được đổi mới trong 1 tháng đầu anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu mua liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em. Bây giờ thì sẽ mời tất cả anh em cùng đeo tai nghe, bên em sẽ test thử một đoạn nhạc để anh em cùng nghe được cái chất âm
sáng và sạch sẽ của những dòng cục đẩy này. Sâu sự kiện ngoài trời hoặc anh em sử dụng trong gia đình, anh em đánh những cặp súc ép và những cặp full đôi bát 40, anh em đang sử dụng những cục đẩy rất là nặng, nặng tầm khoảng 45-46 kg, và cục đẩy mà nhẹ cân nhất để đánh được súc ép nó cũng tầm khoảng 40 kg, thì anh em cảm thấy khi vận chuyển bê vác nó rất là nặng nhọc đúng không ạ? Thì nó sử dụng những mạch class AB hoặc class H thì nó sẽ nhiều sò và bán kính nguồn nó cũng lớn, và size của nó cũng là rất dài anh em nhé. Độ sâu của những cục đẩy này nó rất sâu, nó trên 50 cm, anh em có thể thấy được là cái độ nặng của nó ngoài 40 kg, thì anh em bê vác rất mệt. Thì hôm nay như anh em cũng đã thấy thì bên em có cục đẩy LX LA2150 này, cục đẩy 2 kênh chạy mạch class D. Cục đẩy này với độ nặng, cân nặng của nó chỉ tầm khoảng 20 kg thôi anh em nhé, nhưng công suất của nó rất lớn. Nó công suất cho ra đó là 1500W cho một kênh. Thì với 1500W này thì anh em có thể dễ dàng, đơn giản đánh những cặp loa full đôi bát 40 từ 220 côn 100, hoặc anh em có thể sử dụng đánh cho súc kép 2 bát 50 đấy ạ, từ 220 côn 100 ở một kênh anh em nhá. Một kênh anh em có thể đánh được một đôi bát 40 từ 220 côn 100, hoặc một cặp hoặc là một chiếc súc kép từ 220 côn 100, để anh em có thể thấy được cái công lực của những dòng của cục đẩy này. Về nội thất của những dòng cục đẩy này thì anh em có thể search LA2150 Xuân Tuấn Audio, anh em có rất nhiều các video để xem nội thất, các bài test của bên em để thử cho anh em biết được cái chất âm của những dòng cục đẩy này rất sáng và sạch sẽ. Với cục đẩy class D này thì hiệu năng tiêu thụ công suất của nó rất lớn anh em nhé. Hiệu năng tiêu thụ công suất của nó rất lớn nên anh em yên tâm, độ hao công suất của nó thì cực kỳ là nhỏ. Tiếng của nó thì sáng và nhỏ gọn và bền bỉ. Với mạch class D thì anh em thường sẽ sử dụng đó là nguồn xung, nhưng bên em riêng cục công suất lớn để tăng độ bền bỉ và độ hoạt động lâu dài, không bị méo tiếng, không bị vỡ tiếng, thì những dòng cục đẩy này nó sẽ chạy đó là những nguồn xuyến tròn rất to anh em nhá, và tất cả đều là nguồn đồng hết cho tất cả anh em. Và với mạch class D này thì nó sẽ sinh nhiệt rất ít nên là chạy rất là man máy. Hôm nay em có test thử cho anh em nghe vừa full vừa súp để anh em có thể thấy. Ở đây thì em có sử dụng Cosover DBX 223XS để em cắt và sẽ chia quay để đánh cho anh em. Với chia quay thì anh em có thể thấy hiện tại em đang chia ở tần số tầm khoảng 120 anh em nhé, tầm khoảng 120Hz. Thì những tiếng súp thì nó ăn từ 120Hz đổ xuống, và những tiếng hai của những loa full thì sẽ ăn từ 120Hz đổ lên. Chia quay đánh để cho anh em thấy được cái chất âm của nó như nào. Đầu tiên thì kênh 1 này sẽ là kênh full này. Full ở đây thì hiện tại em có sử dụng đó là loa LX TVK15 bát 40 từ 190 qua 76, thì nó rất là dư giả công suất rồi. Anh em có thể đánh căng được đó là một cặp từ 220 côn 100 anh em nhé. Nhưng ở đây bên em đánh những cặp loa bát 40 từ 190 qua 76 rồi, dư giả công suất cho anh em, bao căng cho anh em nhé. Đây hiện tại là đang đánh full anh em nhé, đang từ 120Hz đổ lên, đang sử dụng trên cái cặp loa full. Và anh em có thể thấy dây bên em đầu nối ra đây để cho anh em thấy. Hai thì em sẽ sử dụng trên đây này, và súp thì em sẽ sử dụng bên này để anh em có thể thấy. Lao vào hai để cho anh em thấy rõ ràng luôn. Và khi sử dụng thêm cổng súp này, súp này thì tiếng súp này thì anh em sẽ cần phải đeo tai nghe để thu được cái tiếng súp nó tốt nhất, hoặc anh em có thể cắm trực tiếp vào bộ giảng, bởi vì tiếng súp này nó sẽ thu khó hơn so với những tiếng full. Tiếng súp này thì anh em có thể thấy được nó đánh đã rung nhà rồi, nhưng anh em có thể nghe thấy các tiếng đồ đạc bên nhà đã rung. Và cho anh em lại gần xem để anh em nhìn thấy đây, nó đánh súp ra anh em nhá, áp lực rất lớn, súp kép luôn anh em nhá.
dương xúc kép từ 120 côn 100 của bên em. Anh em có thể thấy đây, đây. Đấy. Áp lực của nó rất lớn anh em nhé. Coi nhẹ anh em có thể nhìn thấy bên trong này. Đấy. Bánh rất uy lực và rất là mát máy cho anh em. Khi sẽ tăng lên cả full cho anh em này. Đấy. Sử dụng ở đây đó là có cả full và cả súp cho tất cả anh em nhé. Kênh A này sẽ là full này, kênh B sẽ là hành súp riêng cho anh em. Lưu ý với anh em class D. Đấy, class D này. Những con này thì nó sẽ có báo đó là nhiệt độ của từng kênh một này và volume của từng kênh, độ to nhỏ đang ở 8% kênh A và 26% ở kênh B anh em nhé. Class D thì nó rất là ngắn, anh em phải nhìn thấy này, rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Size rất nhỏ và quạt tản nhiệt này chỉ sử dụng 2 quạt tản nhiệt thôi anh em nhé, 2 quạt tản nhiệt rất là nhỏ gọn cho tất cả anh em. Với các cục Class D này thì bên em đã mở nội thất cho anh em rồi, rất đơn giản, chạy chỉ có 4 xò thôi, nhưng mà cái công lực của nó đưa ra thì cực kỳ là khỏe. 1500W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Với 1500W ở chế độ 8 ohm thì anh em có thể đánh những cặp súp kép kia rất là vô tư, bởi vì những cặp súp kép kia nó là trở kháng nó sẽ là 4 ohm. Thì với con này công suất ở 4 ohm của nó sẽ lên đến hơn 2000W này anh em nhé, hơn 2000W ở chế độ 4 ohm thì anh em có thể biết được công suất của nó đánh rất dư dả. Con súp kia của em nó chỉ tầm 1500W đến 1600W thôi, nhưng với chế độ 4 ohm của cục đẩy nó đến hơn 2000W thì anh em có thể biết được công suất nó rất là thừa rồi và đánh bao căng uy lực cho anh em và chạy rất man máy anh em nhá. Còn riêng về đánh full thì con này nó sẽ rất là dư giả công suất cho anh em. Anh em không phải nghĩ đến vấn đề anh em đánh full từ bao nhiêu côn bao nhiêu cả. Đấy. Bởi vì súp kép từ 220 côn 100 nó đã chơi được thoải mái rồi, mát máy rồi, thì đến những dòng full thì nó tiếng của nó thì không phải bàn cãi nhiều. Đấy. Để anh cho anh em có thể thấy được cái chất lượng của những cục đẩy này như nào. Cho anh em xem lại nó đánh những súp kép 50. Đấy. Rất uy lực anh em nhé. Anh em thì nhìn thấy coi nhẹ nhảy tương tương hết rồi. Đấy. Áp lực rất lớn anh em nhé. Với những cục Class D này của bên em thì hiện tại đang bán đó là 8.700.000 đồng. Giá trên là giá bao ship tới tất cả anh em luôn nhá. Bao ship toàn quốc tới tất cả anh em, 8.700.000 bao ship. Nặng chỉ tầm khoảng 20kg thôi. Anh em đi bê vác cũng rất là nhẹ nhàng, không bị đau lưng. Với cục đẩy công suất này, xa 2U anh em nhá. Class D chạy nguồn diễn tròn. Xin chào tất cả các anh em. Thì như anh em cũng đã biết, như cục đẩy 4 kênh hàng chính hãng Lưới Aquatic 9004XS. Tất cả đều sản phẩm chính hãng và anh em có thể quét mã vạch để được bảo hành điện tử anh em nhé. Giá của nó thì cũng công khai tới tất cả anh em, 8.300.000 đồng bao ship và công suất của nó đưa ra trên một kênh đó là 900W trên một kênh. Lưu ý với anh em đó là công suất chuẩn, công suất thực ở chế độ 8 ohm anh em nhé. 900W trên một kênh. Và anh em cũng đã biết được bên em cũng đã mở nội thất cho anh em cùng thấy những cái nội thất rất là chất lượng và linh kiện đều là linh kiện chính hãng và rất là xịn sò anh em nhé. Thì với 900W này thì anh em có thể đánh được những loa gì và đánh như thế nào? Thì hôm nay em sẽ test thử công lực của những cục đẩy LX 9004 này. Thì với những cục đẩy này thì anh em có thể đánh được một kênh. Một kênh anh em nhé, có thể đánh được một đôi bát 40 từ 190 coi 76. Hoặc là một kênh anh em có thể đánh được một cặp bát 30 từ 220 côn 100. Rất dư giả công suất cho anh em. Hoặc một kênh anh em có thể đánh súp đơn 50 từ 22 côn 100. Hoặc chập brit vào, chập brit anh em nhé, anh em có thể đánh được súp kép từ 220 côn 100. Bên em đã đánh được rất nhiều các thể loại đấy rồi, đã thử rất nhiều công trình lắp đặt rồi, nên anh em yên tâm và anh em sử dụng. Hai kênh có thể chập súp kép, có thể đánh được súp kép anh em nhé. Chập brit đánh súp kép này. Một kênh có thể đánh được một quả súp đơn 50 từ 220 côn 100. Hoặc một cặp bát 40 từ 190 côn 76. Hoặc một cặp bát 30 từ 220 côn 100. Anh em có thể thấy được cái chất lượng của những cục đẩy này và công lực của nó khỏe như nào anh em nhé. Thì hôm nay ở đây em có test đó là với những cặp loa bát 40 lấy TVK15 sử dụng bát 40 từ 190 coi 76 và chép là chép 750. Và cùng cho anh em xem cái sự đấu dây của bên em. Anh em có thể thấy đây sẽ là một cái dây tín hiệu đầu vào anh em nhé. Dây tín hiệu đầu vào kia, anh em có thể nhìn thấy đó là một dây loa và bên em sẽ lối đến một loa này và sẽ link từ loa bên này sang loa bên kia anh em nhé.
linh loa thì anh em có thể nhìn thấy đó là một sợi dây này. Và nhạc vào, tín hiệu dây loa vào sẽ là dây này anh em nhé. Trực quan trực tiếp cho anh em để anh em thấy được là bên em sẽ linh loa từ loa này sang loa kia anh em nhé. Để anh em thấy được cái công lực của những cặp loa này và những cục đẩy. Và tín hiệu nhạc thì anh em có thể nhìn thấy đang sử dụng có một kênh và một dây này đang bỏ thừa anh em nhé. Một dây đang bỏ thừa và đánh chỉ một kênh A, và từ kênh A sẽ đấu ra loa và linh loa anh em nhé. Chạy quạt rất mát máy cho anh em, chạy rất là mát máy đấy. Anh em có thể nhìn thấy đây đấy, trực quan trực tiếp cho tất cả anh em. Một kênh anh em nhá, sử dụng một kênh này. Anh em có thể thấy đèn nháy, và kênh A không đèn nháy này, kênh 3 cũng không có đèn nháy này, kênh 4 không có đèn nháy anh em nhá. Chỉ sử dụng đó là một kênh một thôi. Một kênh đánh một cặp bát 40 từ 190 coi 76. Thử công lực cho tất cả anh em để anh em có thể thấy được cái độ khủng khiếp và bạo lực của những cục đẩy này của bên em. Rất là chất lượng tới tất cả anh em nhá. Sẽ thử bằng những bản nhạc remix để anh em tạo áp lực cho nó, tạo áp lực tiếng bass cho nó để anh em thấy được cái chất lượng của anh như nào. Mời anh em cùng đeo tai nghe, bên em sẽ thử anh em nhá. Một kênh đánh một cặp bass 30, à một cặp bass 40. Một kênh đánh một cặp, anh em có thể nhìn thấy bắt đầu lên nhạc, đèn bắt đầu nháy mạnh rồi anh em nhá. Tạo áp lực cho anh em để anh em có thể thấy tiếng bass nó đánh rất là lực và tiếng check nó đánh sáng tiếng anh em nhá. Anh em có thể nhìn nghe tiếng bass nó không bị vỡ tiếng mà tiếng bass nó rất là tròn đầy. Quá là bạo lực và tiếng nó cực kỳ lớn to, rất bạo lực. Và bên em đã thử rồi anh em nhé, đã thử những công trình karaoke gia đình là bên em sẽ lắp đặt đó là hai kênh CD sẽ đánh cho chiếc súp kép anh em nhé. Hai kênh CD sẽ đánh cho súp kép 50 từ 220/100 lấy TV kép 218 được của bên em rồi, đã từng lắp đặt cho tất cả anh em rồi, đánh rất bạo lực và mát máy luôn anh em nhé. Từ 220/100 với cục đẩy này chỉ với giá nó là 8.300.000 đồng, bao ship toàn quốc tới tất cả anh em, và nó là hàng chính hãng nên anh em yên tâm và sử dụng. Tất cả đều sử dụng, nó là linh kiện chính hãng và chạy mạch class H. Sò của nó sẽ sử dụng sò, nó là sò NGVK tiếng sáng, và nguồn của nó rất lớn anh em nhá, nguồn sẽ là nguồn 3 nguồn đồng và rất lớn. Nguồn của nó thì bán kính đường kính tầm khoảng 20 đến 21 cm, rất là lớn cho anh em, và nó là nguồn đồng. Sử dụng đó là 16 tụ và 64 sò NGVK để anh em có thể biết được. Để xem về cái nội thất của những cục đẩy LX 9004 này thì anh em có thể gõ LX 9004XS Xuân Tuấn Audio là anh em có thể xem được cái video bên em đã mở nội thất và cho anh em thấy được cái linh kiện bên trong nó xịn sò và đáng tiền như thế nào anh em nhé. Tất cả đều hàng chính hãng nên anh em yên tâm và sử dụng. Với những con đẩy này thì anh em có thể nhìn thấy mặt đằng sau của nó thì nó đều hỗ trợ đó là rắc gài hoặc là rắc Newtrick để anh em có thể sử dụng. Và đầu vào thì có đầu input và đều có cổng linh ra anh em nhé. Có độ nhạy đầu vào CMTVT và các cái cầu đánh stel, panel và bridge để anh em có thể sử dụng. Sử dụng đó là 4 quạt tản nhiệt anh em nhé. 4 quạt tản nhiệt thì nó rất là mát máy cho tất cả anh em. Thì hôm nay em có thử trực tiếp cho anh em thấy được cái công lực của những cục đẩy 9004 này của bên em. Một kênh có thể đánh được một cặp bass 40 từ 190 qua 76, rất là nhẹ nhàng và rất là mát máy anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu xin chào tất cả các bác, thì hôm nay xin giới thiệu tới tất cả các bác đó là 3 mẫu cục đẩy 2 kênh rất là chất lượng, và công suất nó sẽ dao động từ 600, 800 đến 1000W để cho các bác có thể chơi gia đình. Và những cục 1000W thì anh em có thể dùng cho sự kiện ngoài trời đều được anh em nhé. Thì đối với những cục đẩy này bên em thì lưu ý với anh em, đầu tiên đó là size rất ngắn và tiếng ra sẽ rất là sạch sẽ, và nó sẽ có vỉ xử lý cho từng kênh một. Tiếng ra sạch sẽ, sáng, chất âm hay anh em nhé, và ngắn, nhỏ gọn, chạy rất là mát máy.
Thì đầu tiên xin giới thiệu tới tất cả các bác, đó là cục đẩy công suất thấp nhất, đó là cục đẩy LX LA650. Thì cục này với công suất cho ra đó là 600W trên một kênh. Thì với 600W thì anh em có thể đánh được một cặp bát 40 hoặc một cặp bát 30, một cặp bát 25 anh em nhé. Công suất rất là dư cho anh em để anh em có thể sử dụng. Đi sâu vào trong nội thất thì như anh em có thể thấy, đầu tiên đó là một cái nguồn. Nguồn này thì anh em có thể nhìn thấy điện áp của nó cho ra đó là 86V. Thì với 86V này thì anh em đo thì anh em có thể biết được công suất của nó rất là dư, hơn cả 600W anh em nhé. Nhưng với công suất này em báo với anh em, 600W đó là công suất chuẩn để anh em có thể phối ghép với những dòng loa để phù hợp với gia đình mình. Về phần sò thì con này chỉ sử dụng đó là 20 sò NJWK anh em nhé, 20 sò NJWK và sẽ có hai quạt tản nhiệt, một quạt trên và một quạt dưới kia. Nó là hai quạt tản nhiệt cho bo công suất này. Hai bo công suất này sẽ cho từng kênh riêng biệt. Và mỗi kênh thì nó sẽ có một cái vị xử lý tiếng, như anh em có thể thấy đây. Mỗi bên nó sẽ có một cái vị xử lý tiếng, cho ra tiếng nó rất là sạch sẽ và rất là sáng anh em nhé. Từng vị xử lý một cho một kênh để cho ra chất âm cực lực kỳ là hay và sạch sẽ tới tất cả anh em. Sử dụng ở đây tất cả đó là mạch chip IC dán. Thì đối với những dòng chip IC dán này thì một cái điều rất tốt tới tất cả anh em, đó là khi nó hỏng thì nó sẽ lổ và anh em sẽ nhìn thấy cái nào hỏng ngay. Khi hỏng thì anh em có thể tìm các chỉ số, bởi vì trên những con này anh em có thể nhìn thấy nó đều ghi tất cả các chỉ số trên các IC, các trở của nó. Thì anh em chỉ cần tra các cái IC trở ra, tra đúng là anh em có thể thay vào để cho nó hoạt động bình thường thôi. Rất là dễ anh em nhé. Và tiếp theo thì về phần tụ, thì tụ của nó sử dụng đó là tụ tông đa, tụ 63V và 12.000 mi. Sử dụng 4 tụ 63V và 12.000 mi anh em nhé. Và tất cả cầu chì của nó sẽ là cầu chì bột, chất lượng cực kỳ tốt, không phải là cầu chì trắng. Cầu chì trắng kia nó sẽ kém chất lượng hơn, bởi khi nó lổ ấy thì nó sẽ gây ra hiện tượng bị văng, bị không tốt. Nhưng đối với những loại cầu chì bột này thì nó lổ rồi nó không văng, không ấy ra ngoài thôi anh em nhé, rất tốt luôn. Và tất cả các môi lối thì anh em có thể nhìn thấy, môi lối thì anh em có thể nhìn thấy đó là đều được thiết rất là chặt chẽ và rất là gọn gàng. Đây nhìn, anh em nhìn cái dây nguồn ra này, dơ le, có dơ le bảo vệ đầu vào này, đều có dơ le để bảo vệ hết cho anh em. Đây là dơ le cho hai bo công suất riêng biệt. Và hai bo công suất nó sẽ được lẹp bằng một cái thanh này, để khi vận chuyển, khi di chuyển thì nó không bị lung lay những cái bo công suất này anh em nhé. Rất chắc chắn, rất chắc chắn nhé. Đấy. Đầu tiên đó là xin giới thiệu tới tất cả anh em, đó là con LA650. Con này hiện tại đang bán đó là 4.300.000 đồng, chưa gồm phí ship anh em nhé, giá lấy tại cửa hàng. Và cùng cho anh em xem cái mặt sau, mặt sau của nó đi ạ. Mặt sau của nó thì nó cũng không có gì cả, nó chỉ có một cái nguồn này và các cái cầu rắc loa để anh em thể thấy. Anh em có thể đấu cầu xoắn hoặc cầu lưu xích đều được, đều có ký hiệu hết này. CSA cộng trừ này, cộng trừ này, bridge này, bridge anh em đấu hai đỏ đấy. Có các cách lấy mát này, đây anh em có thể nhìn thấy, đây là cầu gạt mát và đây là các chế độ đánh stealth, panel và bridge, và các cái đầu vào input A, input B và các đầu link A, link B sang kênh khác. Và anh em có thể nhìn thấy đây, đây là nó đều hướng dẫn cái lưu trích của anh em để anh em đấu khi sử dụng loa này. Output A, output B, đây là cầu gạt ra để anh em có thể sử dụng. Đấy, đây là cái bảo vệ quạt tản nhiệt này. Và tiếp theo đó là cục đẩy LA850. Thì cục này thì không phải giới thiệu nhiều tới tất cả anh em, bởi vì nó cũng giống như cục đẩy LA650, nhưng công suất của nó sẽ cao hơn, đó là 800W cho một kênh. Về nội thất bên trong thì nó không có gì khác biệt cả. Nó được nâng cấp sò, nâng cấp về tụ và nâng cấp về nguồn anh em nhé. Sò thì nó sử dụng đó là 24 sò NJWK, tụ thì nó sẽ sử dụng tụ 80V, tụ 80V 12.000 mi, và bán kính nguồn nó sẽ lớn hơn. Còn đâu về bên trong nội thất thì nó sẽ giống nhau thôi. Nó nâng cấp về nguồn này, nâng cấp về tụ này, nâng cấp về sò công suất. Đấy là ba cái nâng cấp so với LA650 với LA850. Còn về mên mạch bên trong thì anh em có thể nhìn thấy đó là hai bên đều giống nhau, chỉ nâng cấp về nguồn này, tụ này, sò.
đấy, cho ra công suất nó sẽ cao hơn 800W trên một kênh. Với 800W thì anh em có thể đánh được một cá bát 40, một cá bát 30 hoặc hai cá bát 30, rất là dư công suất cho anh em. Là 850. Lưu ý với anh em, dòng này chạy rất là mát máy và tiếng rất là sáng sạch sẽ, bởi vì nó có sẽ có hai vị xử lý tiếng cho hai kênh riêng biệt. Đấy, cục đẩy này hiện tại em đang bán đó là 5 triệu đồng anh em nhé. Và đi vào cái cục đẩy thứ ba nữa, đó là cục đẩy 1102D. Thì cục đẩy này thì size cũng rất là ngắn gọn, chỉ 38cm thôi anh em nhé, rất là nhỏ gọn. Và anh em có thể nhìn thấy đó là một cái nguồn này, nó đã chiếm tất cả bên trong này của nó. Anh em thì nhìn thấy một cái nguồn rất lớn anh em nhé.